Đấy, trong cái mục tiêu chúng ta sẽ làm xong cái phần một trang page. Hãy đặt tên là index 01 cho nó dễ nhận ra nhé. Ok. Tương tự như vậy bạn tạo một cái trang thứ hai là trang index ghi 01 cho nó dễ chấm CSS. Được chưa? Để trong cùng cái thư mục này. Đúng không? Đấy, hai cái file trong cái thư mục bài hôm nay mà chúng ta làm việc. Có một cái phần nữa là hãy có để ở trên cái thư mục xe thư mục gì nhỉ? WHD gì đúng không? Cái phần là phần thầy xe cho các bạn đấy. Đao cho thầy cái phần phông chữ này và image để dùng cho cái bài thực hành hôm nay. Chúng ta đào luôn về đi. Không tí nữa lại loay hoay đào lại không theo kịp nó lại dở ra. Nha. Bạn nào đào rồi thì ấy, nhưng mà đào hai phần này tức là trong cái bài hôm nay thầy sẽ sử dụng các cái kiến thức đã học đính thêm một số các cái kỹ năng trong CSS có sử dụng về tích hợp phông chữ vào trong website. Đúng không ạ? Thêm một số các cái tính năng về transform transformation đúng không nhỉ? Cái animation trong CS3. Được chưa? Đào vết chưa? Hết rồi chưa? Đã về chưa? Hả? Xong đi nhá, xong thì bắt đầu làm nhá. Cái menu thì có chúng ta có nhiều cách lắm, trong cái bài thực hành lát chúng ta cố gắng làm hết cho thầy nhá. Trong đấy hình như thầy thiếu mỗi một cái loại menu nữa thôi, là menu mega. Chúng ta có menu ngang, menu sổ, menu đa cấp và một loại nữa là menu mega menu. Đúng không ạ? Với CSS thì chúng ta nên làm hết tất cả các thứ đấy. Còn sau này nó có nhiều các cái công cụ hỗ trợ chúng ta làm nó tối ưu hơn thì đơn thuần là mình control được nó, tức là mình sửa mình customize được, đúng không ạ? Xong chưa? Xong hai phần này nhá, tạo mới cấu trúc trang này, HTML, đây gọi là trang chủ đi, Master Academy đi, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta link cái file CSS vào. Tức là gì? Link cái index 01.css vì thầy đang để cùng thư mục. Đúng không ạ? Cái hợp CSS. Cái CSS đầu tiên mà chúng ta quan tâm đến là gì? Sao? Đúng không? Tức là định nghĩa lại toàn bộ các cái phần thử trên trang HTML với cái lề margin ta để là gì? Không và gì? Padding đặt là không, đúng không ạ? Cái đấy là cái làm đầu tiên. Chúng ta có thể dùng chung một loại phông chữ ở trên trang đi, ví dụ như là toàn bộ các phần tử không được định nghĩa lại thì nó sẽ dùng cái phông family, đúng không nhỉ? Là cái phông phông gì bây giờ nhỉ? Tahoma đi, Tahoma, ví dụ thế, với kích thước mặc định font size số 13 cho nó đẹp đi, đúng không nhỉ? Số 13 là số gì mà lại là số đẹp? Số 13 có phải số nguyên tố không nhỉ? Ừ, có, chắc là đẹp đấy. Có phải số Fibonacci không? Có, chắc là đẹp đấy. Đúng không ạ? Những cái số đặc biệt thì bây giờ phải là số đẹp. Được chưa? Nên sau này đi xa nhiều người cứ kiêng số 13, cứ chọn số 13 mà đi. Ngày 13 đi cho nó rộng rãi, thảnh thơi, vắng vẻ. Đúng không? Rồi nhá, xong nhá. Như vậy trên cái bố cục trang của chúng ta ấy, chúng ta sẽ tạo một cái khung để chứa cái thành phần này. Được chưa? Chúng ta học section rồi nhỉ? Tạo một cái section đi. Bạn đặt cho thầy cái section là cái lớp là container. Đúng không? Cho cái lớp này là ngoài cùng đi. Đúng không ạ?
Bạn thử sang bên kia xem cho thầy có ghế không? Thiếu một cái ghế à? Lâm Sung thì chạy xuống tầng ở dưới, không có cái ghế lấy cho thầy cái ghế. Mọi ngồi xích lên trên này cho bạn ngồi cho thầy thì em ngồi được. Mùa đông mà ngồi chặt cho nó ấm. Đúng không? Ôi trời ơi. Chạm vào cái dây. Thôi chúng ta hôm nay cứ làm xong một bài nghỉ nhá. Hôm nay không mưa này các bạn. Người ta gọi là 5 số 79. 5 con 79 giống như tính lưu đề. Đó. Cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây nhé, chúng ta xem lại cái trang mục tiêu của chúng ta đang muốn làm này, là chúng ta để logo. Ôi là chưa lên à, bác đại tí nhà. Tắt đồ xuân thì chắc phải đợi tẹo. Cái phần hôm trước bạn nào chưa làm thì cốt nhanh cho thầy cái danh sách, đúng không? Đào cái ảnh về để chuẩn bị. Phần sau. Được chưa? Hôm trước là chúng ta đã làm đến cái phần menu và cái này rồi. Những bạn nào làm rồi thì chỉnh cho thầy cái phần, làm tiếp phần sau cho thầy này. Thầy đi nhanh cái phần đầu nhá. Mục tiêu của ta là cái phần header này. Ta sẽ để logo và một số cái thông tin gì ở trên này này. Đúng không ạ? Hay sau này cái trang của bạn mà nó như Shopee chẳng hạn, hay là những cái trang quảng cáo thì chúng ta để dành cho phần quảng cáo, đúng không? Sau đó thì chúng ta để cái menu ở đây. Hiện tại thì phần này thầy mới quan tâm đến là cái menu ngang và cái menu sổ xuống. Còn cái chữ home này sau này chúng ta sẽ để nó là một cái ngôi nhà bằng cái các cái icon của Bootstrap hoặc là Fun Awesome gì đó. Đúng không nhỉ? Hoặc là bạn cho cái ảnh vào đây cũng được. Hiện tại ta cứ để như thế. Cái phần này ấy, thì sau này chúng ta sẽ dùng một cái chúng ta mục tiêu sẽ làm cái slideshow. Tức là các cái dạng di chuyển như này này. Đúng không ạ? Ví dụ như là cái menu di chuyển như này. Được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ sử dụng thư viện Wow hoặc là các cái carousel của Bootstrap để chúng ta dùng. Hoặc là sau khi chúng ta học xong JS, jQuery, chúng ta tự viết một cái. Được chưa nhỉ? Đó. Nhưng nhìn thấy cái mục tiêu chúng ta sử dụng các công nghệ đã học để làm ra cái này. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ đầu tiên là chúng ta có cái ảnh. Thì toàn bộ cái này chúng ta đặt nó vào trong cái phần header chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta sau cái lớp container này, chúng ta đến cái phần header. Được chưa ạ? Đấy. Cái phần header. Đây, ngồi bên cạnh thành được. Không. Ngồi thay thì nghe những cái tiếng như hùng thì sợ. Thầy tuổi dê nên nó hiền lắm, không phải tuổi hổ đâu. Phải chưa? Như vậy thì cái cách ở đây thầy đưa ra thì nó là một cách thôi. Chúng ta xây giống như việc chúng ta xây cái ngôi nhà, chúng ta có nhiều cái bản vẽ thiết kế khác nhau.
cách thầy để ở đây là thầy để cái phần trên là ảnh và phần dưới là cái menu. Vậy thì phần trên ảnh thầy cho vào một cái div, đúng không? Tạm thời để đây là một cái div top đi, đúng chưa nhỉ? Class bằng top, tức là ta sẽ thiết kế một cái lớp là top, đúng chưa? Và phần dưới này chúng ta sẽ để một cái menu, tạm thời là chưa tính menu đã, đúng không nhỉ? Bạn dùng cái cơ chế tràn màn hình hoặc là chỉ hiển thị 80% nội dung thôi. Chúng ta giống như cái này là chúng ta cách đây là bên này mỗi bên 10%, đúng không? Thì chúng ta định nghĩa lại cái lớp container này. Bạn viết xong nhá, copy này, đúng không? Chấm container. Ta muốn để cái nội dung 80%, có nghĩa rằng là ta để cái margin là gì? Trên dưới là 0 đi, trái phải là gì? 10%, được chưa? Đấy, margin canh hai cái là hai bên đấy, đúng không nhỉ? Trong cái phần tiếp theo top này, chúng ta sẽ để một cái ảnh logo, đúng không? Thì bạn để cái thẻ img tag logo, thì chúng ta đã đào cái ảnh đấy về rồi đấy, nó để trong cái thư mục của mình luôn, đúng không nhỉ? À, trong cái image này có cái logo này, đúng không ạ? Đấy, ta để sẵn cái logo đây rồi. Thì chúng ta vào cái thư mục là image, cái đường dẫn file, chú ý là để thêm cái alt, đúng không? À, ghi nó vào đây, biển công nghệ tem master ngắn gọn, đúng không nhỉ? Đấy, ok. Tất cả các bài thực hành chúng ta về nhà chúng ta làm hết nhá. Thỉnh thoảng thầy chữa trên đấy thôi, còn lại là trên lớp là thầy sẽ dạy bài mới và demo cái gì gì đấy, đúng không? Còn làm cái bài thực hành mà một số cái bài tự làm không được thì mang lên chúng ta sẽ sửa. Nhìn thêm bên hàng xóm, nhờ hàng xóm bên cạnh sửa, đúng không ạ? Ok chưa? Mình quay chưa nhỉ? Đã quay rồi đúng không? Chạy thử một cái, đúng không? Ui, xấu quá. Vì cái ảnh là ảnh gì? Ảnh kích thước to quá, đúng không nhỉ? Lỗi thiết kế. Vậy thì ta cho thêm cái gì vào đây? Bạn định nghĩa ngay cái style này cũng được, hoặc là chúng ta định nghĩa ra đây cho nó chắc ăn, tức là trong cái lớp top hay là header đi. Có thể sau này chúng ta dùng nhiều cái top ở nhiều cái vùng khác nhau. Header, đúng không nhỉ? Class top trong cái gì? Img. Hay viết như này để chúng ta phân biệt là gì đấy? Cái top này nằm ở trong header, còn cái top nằm ở trong cái khác thì nó khác, ví dụ thế. Còn cái dấu này thì là cái image nó nằm ngay sau, ngay là có cha nó là top, đúng không nhỉ? Thì ta để độ rộng nó, width nó khoảng bao nhiêu thôi, 150 đi cho nó, đúng không? Width 150, được chưa nè? Đấy, sau đó này chạy lại, rồi đẹp rồi, đẹp như mơ, đúng không nhỉ? Đấy, tiếp theo chúng ta thiết kế đến cái phần menu. Bạn ghi vào đây menu, chịu khó ghi thêm cái comment vào cho nó, sau này đọc nó dễ, đúng không? Menu chúng ta sẽ dùng cái gì? NAV, chỉ thanh điều hướng, sử dụng cái danh sách UL, LI. Chúng ta có mấy cái item đấy, 1, 2, 3, 4, 5 đi, bạn thích dùng bao nhiêu thì dùng nhá. Sau năm bên trong cái đó thì có các cái liên kết, chúng ta dùng là gì? A href bằng thăng, nhìn chưa? Sau này mà bạn làm thành thạo rồi thì có khi chỉ một phím tab là tạo thành trang web nhỉ, đúng không? Ok chưa? Tab nhá. Ui, nhanh quá, đúng không? Cái đầu tiên là home, ta cho cái khép cái CSS này lại. Cái thứ hai là khóa học chuyên đề. Thứ ba là gì? Thực tập dự án. Cái thứ tư là gì? Dịch vụ. Thứ năm là
lịch khai giảng. Cho thêm cái thứ sáu nữa đi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cái website nó có cái mục gọi là mục gì? Liên hệ đúng không? Có những ông vào trang web mà tìm mãi không thấy đâu cả. Đấy, mượn thế em. Kiếm cho thầy cái ghế ngồi lại, bên kia còn ghế không như Lâm Sung nhỉ? Cũng hết rồi à? Căng nhỉ. Em sang bên phòng bên cạnh xem thầy xem còn cái ghế nào. Ghế mình nhiều lắm cơ mà. Chúng ta cốt xong bắt đầu chúng ta sẽ đấy. Hả? Cái link gốc. Đem master đi. Em cứ vào trang để thầy. Đây đúng không? Cái này thì đang chạy trên local. Đúng không? Còn cái này thì thầy đang muốn làm nó giống như là cái này đi. Devmaster.vn. Đúng không ạ? Đấy. Nó có các thông tin này. Cái menu thì thầy chưa dùng, cho thầy dùng menu này thôi nhé. Đúng không? Có cái này, cái phần thầy table này thầy cũng chưa dùng đến. Một số bạn chưa theo được cái này thì thầy không chỉnh nó ở đây. Vì cái này xử lý nó cũng rất là nhiều các kỹ thuật. Nhưng mà đại loại là cũng sẽ làm những kiểu item như này, cái đơn giản trước đã. Vì một số bạn cũng mới học nên là nó sẽ khó. Tức là cái cách mà thầy đang muốn làm ở đây là thầy sẽ hướng dẫn từng phần, là chúng ta khi thiết kế một cái web, chúng ta sẽ có các cái thẻ để chúng ta chia các cái phần nội dung, bố cục nội dung ra. Chúng ta sẽ từng các cái phần đó. Được chưa? Đây, cái trang này nếu bạn nào đã làm phần trước rồi thì tiếp theo cho thầy cái phần này. Nhưng mà cũng chưa cần thiết là phải làm giống như này đâu. Để giống như này bạn chia cái kỹ thuật chia năm này bằng Bootstrap là khó đấy. Nhưng Bootstrap 4 thì là dễ hơn rồi. Đúng không ạ? Đó. Được chưa? Xong cái phần này các bạn thử chạy thử cho thầy xem nào. Ồ, xấu quá. Đúng không? Bây giờ ta làm đẹp nó nhá. Trước tiên là ta bỏ cái gì đi? Bỏ cái dấu chấm đúng không? Sau đó ta dàn hàng ngang. Dàn hàng ngang chúng ta có hai cách nhá. Cách thứ nhất là gì? Float left thì nó sẽ bám theo lề trái đúng không? Cách thứ hai là gì? Hả? Cách thứ hai là chúng ta dùng table. Định nghĩa table trong CSS chứ không phải table bảng nhá. Display table và display table cell thì chúng ta cũng tạo ra được như thế. Nhớ chưa nhỉ? Nhưng cách đầu tiên chúng ta hay dùng đó là load left và bỏ đi. Sau khi bạn làm xong cái này cho thầy rồi nhá. Ta vết vào đây. Là gì? Thông thường thì trên trang nó chỉ có 1 đến 2 cái NAV, tức là menu trên và menu dưới. Thôi được, ta cứ cho cái NAV UL và gì? LI. À không, bỏ cái gì trước đi nhỉ? Định nghĩa cái này trước đi. Cho cái NAV đi. Đúng không? Cho độ cao khoảng độ 50 pixel đi. Và cho cái nền. Đúng không? Cái nền màu xanh ấy, background color. Thầy lấy trộm cái background color đã được chuẩn bị trước đi. Đâu nhỉ? Wow, đâu rồi? Index. Đây, đúng không ạ? Thầy có một cái màu giống giống như màu đấy. Đây rồi. Đúng không? Đấy, cho màu vào đây. Ta để cái màu này trước. Đúng không ạ? Khi để như thế chúng ta sẽ quay lại, chúng ta refresh, chúng ta sẽ thấy nó có sự khác ngay. À, tôi đã có một cái màu xanh mềm mại, đúng không? Xong được cái NAV, độ cao 50 pixel. Đúng không? Bây giờ cho đến cái UL, LI, UL, LI. Cho cái list style bằng gì nữa? Năn. Đúng không ạ? Nhưng float left chúng ta không nên để ở đây được. Mà float left chúng ta đang dùng cho cái menu thôi. Nên là bạn sẽ dùng là NAV, UL, LI. Ta cho gì?
lốt lép đi, đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Bạn nhìn thấy từng bước nó sẽ lên đây rồi, nó sang ngang rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nó theo nằm ở giữa và cách đều ra một chút, tức là chúng ta dùng gì? NAV, UL, LI, thẻ A đúng không? Chúng ta để display bằng gì? Block đúng không nhỉ? Cho cái độ cao trên màu nữa đi. Color chắc là màu trắng rồi đúng không? Đấy. Và cái độ cao của cái A này bằng đúng cái độ cao của menu luôn. Và nó canh ở giữa thì chúng ta sẽ lựa chọn là cái thuộc tính line hết bằng gì? 50 pixel. Đúng không nhỉ? Đấy. Ok đúng không? Có những lúc ngày xưa thầy cách đây gần 20 năm thầy làm thì suốt ngày chỉ ngồi thì cốt cái này để ngắm để nghĩ. Nhưng bây giờ lại hay quên rồi đấy. Chạy lại xem nó được ra cái gì rồi nào. Wow, đẹp quá. Nhưng vẫn còn xấu mù mịt. Bây giờ ta làm gì nó thôi. Giãn nó ra thôi đúng không? Giãn ra bằng cái gì đấy? Padding. Padding top left là trên dưới đi. Còn trái phải là gì? Cho 20 pixel đúng không? Quá đẹp. Đúng không nhỉ? Thiếu cái gì nữa? Bỏ cái gì? Bỏ gạch chân đúng không nhỉ? Take decoration bằng none. Đúng không ạ? Như vậy là xong được, chúng ta được một cái menu quá chuẩn. Bây giờ tạo cái đường kẻ ở mỗi cái này là gì? À, ta cho border của gì đấy? NAV, UL, LI đúng không? Cho border gì thôi? Border LI nhá. Hoặc border thẻ A cũng được nhỉ. Border gì? Border right đúng không? 1 px solid. Màu đen đen đi, màu đen đen kiểu đen đen đi, RGBA. Đen chắc là 0000 đúng không ạ? 3 số 0 và cái số cuối chúng ta cho 0.5 đi. Đúng không? Đấy. Cái này, cái thuộc tính này nó bỏ chữ A đi thành là 3 chỉ số là màu đen. Cái thuộc tính này cuối này nó là opacity thôi. Đúng không nhỉ? Nhìn này. Đấy, ui xấu lắm. Cho 0.1 đi xem nào. Đúng không? Rồi nhìn đẹp hơn rồi đấy, đúng không? Nhưng dưới chúng ta chả nhìn thấy gì. Bạn thì cho vào, bạn nhìn trên máy, đây gió mới chiếu thôi. Được chưa? Với cách chưa? Bé à, cố thử không? Mấy chị mà... Ôi nhỉ? Buổi trước không đi học đúng không? Buổi trước đã không đi học, buổi nay còn đi học muộn. Chết! Được chưa? Bây giờ làm cái gì nữa? Cái over đúng không? Hover. Hover chúng ta sẽ làm gì? Hover của cái gì nè? Mỗi khi hover đến phân tử đấy, tức là chúng ta hover đến LI đúng không? NAVUL LI. Cái này chúng ta nên phải dùng là cái dấu mũi tên nhé, dấu lớn ấy. Bởi vì sau này các cấp sau chúng ta nó không bị ảnh hưởng. Đúng không? Hover. Được chưa? Đổi cái màu nền của cái gì? Màu nền chúng ta đang NAV. Đổi màu nền của A đi. A vào. Hoặc của LI cũng được. Cho cái màu nền vào. Bình thường nó đang màu này, chúng ta cho cái màu nó nhạt hơn một tí là gì đấy? Thầy xem là màu gì hôm trước thầy đã chọn rồi đấy. NAV hover. Bạn có thể chọn màu gì đẹp hơn đi. Đây. À vẫn là màu giống như cái màu đường kẻ nhỉ. Đúng không? Đấy. 0009. Chạy thử xem. Ồ, rõ chưa? Đó. Nhìn nó có vẻ mịn màng hơn. Đúng không? Ta đánh một cái lớp phấn hồng lên xong là đánh lên lớp phấn trắng nó là đẹp ngay. À xin lớp phấn trắng đến phấn hồng chứ nhỉ. Ok chưa?
xong là cái menu rồi đấy, bạn chế tác thêm một cái menu sắp cho nó, menu sổ xuống ấy, menu sổ xuống thì bây giờ ta làm gì? Tạm thời đến chỗ này là ta xong cái menu nhá. And menu ngang đúng không? Đấy. Đây gọi end menu ngang cho nó dễ hiểu. Được chưa? Bây giờ trước khi tạo cái menu sắp thì ta tạo cái item cho nó trước. Đóng cái này nhá. Tạo cho cái phần ví dụ khoa học chuyên đề thì chúng ta sẽ bỏ vào trong cái LI đây này. Tạo một cái gì? UL chấm sắp menu đi, một cái class như thế, LI sau 3 đi. Đến gì? A hết rep bằng thăng. Đúng không? Tạo 3 phần tử mà. Đúng không? Ok chưa? Tab nhá. Ta ghi là chuyên đề .net chẳng hạn nào. Cái thứ hai là chuyên đề Java, chuyên đề PHP, đúng không? Chuyên đề PP, làm thêm cái nữa cho nó tiện tay, sao chép copy chuyên đề Android, đúng không? Vân vân. Cái này chính là một cái bài thực hành rồi đấy, không biết là các bạn đã làm chưa đấy nhé. Ok, sau khi chúng ta tạo xong thì bạn sẽ thấy rằng là nó chưa giống ai cả, đúng không? Ban đầu chúng ta làm gì? Ẩn nó đi, đúng không nhỉ? Đấy. Đây, chúng ta bắt đầu đến phần sắp này. Sắp menu. Tức là ban đầu là ban đầu ẩn menu sắp. Đúng chưa ạ? Ẩn menu sắp tức là chúng ta có sắp menu. Ẩn tức là gì? Display none đúng không nhỉ? Chúng ta có một số cách để ẩn cái này, dùng display, dùng visibly, dùng gì? Opacity. Opacity bạn để bằng không tức là không nhìn thấy gì. Đúng không? Đấy. Ok, display none một cái thì bạn sẽ thấy ngay là không nhìn thấy đâu nữa cả. Bây giờ hover đến thì ta hiển thị nó lên. Đồng ý không? Nghĩa là bạn vuốt lên trên này cũng được, người ta viết riêng là cho nó NAV UL LI 2.hover. Sau đó là gì? Sub menu. Đấy, hiển thị nó lên tức là display bằng gì? Block đúng không nhỉ? Đó là hiển thị lên. Được chưa? Ok không? Đấy. Làm thử. Wow, lên rồi. Đúng không? Nhưng mà cái này chúng ta để nổi lên bên trên. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta thêm cái thuộc tính gì nữa? Possible Absolute đúng không? Đấy. Cho nổi lên trên. Bây giờ làm sao để làm đẹp cái này đây? Cách dòng, cách đoạn, độ cao, độ rộng đúng không? Cho cái menu đấy nó sáng sủa ra một tí. Ok đúng không nhỉ? Đây là định dạng lại các cái item trong submenu. Đúng không? Định dạng lại các cái item trong submenu. Ok chưa? Xong. Thứ nhất là chúng ta cho cái màu nó giống màu trên đi nhỉ? Nhạt hơn một tí. Được chưa đấy? Tức là gì? Bắt đầu từ cái submenu đến cái gì? LI. À, ta để độ cao là hết. 35 đi. Pixel. Đúng chưa? Đấy.
cho cái màu vào nhỉ, background color là cái màu này đi, ví dụ thế, được chưa? Đấy, thử nhá. Ồ, được rồi, nhưng mà có vẻ trông xấu nhỉ, nó lại vẫn còn cái màu của cái gì anh này, của anh A đúng không? Anh A đang bị xấu, cho luôn cái A đi. Đấy. Ô, A thì nó lại không cao lên được rồi. Thôi được, vì trên này ta để là cái là IA display block là ở trên này này. Thôi được, ta tính thêm một cái nữa. Dễ chấm sub menu là IA display block ok ạ. Đấy, thì nó sẽ sàn cái block ấy ra. Hơi nhỏ nhỉ, cho độ rộng nó ra một tí đi. Width 250 pixel cho nè. Chúng ta để mặc định thì nó co lại đúng không? Line hết là gì? 35 pixel đúng không? Bằng chính độ cao của cái LI ấy. Đấy. Trông có vẻ đẹp dần lên rồi đấy. Đúng chưa? Bây giờ cách vào một tí thì cách như nào? À, padding padding left đúng không? 20 pixel này nào. Được chưa? Đấy. Cách vào rồi đấy. Text decoration bằng gì? None. Đúng không nhỉ? Vẫn cho màu chữ là màu trắng đi đúng không? Color FFF. Được chưa? Ok chưa? Có một số bạn nào không kịp thì cố gắng gọi nhanh lên tí. Một số buổi nào rảnh lên trên này để cho các bạn hỗ trợ thêm. Nhá. Làm cái gì nó ra tấm ra món cho nó. Bây giờ chúng ta làm thêm một cái gì nữa? Làm thêm cái khoảng cách giữa các cái gì đấy? Các cái phần tử này đúng không? Thì ta cho cái line, cái border button của LI là được cái gì? Đúng không? Thế cho luôn ở trên này nhá. Phần trên đây này. Đấy. Cho thêm cái border button made PX solid. Màu gì? Màu cho cái màu này được không? Cho cái màu này nhưng ta cho nó đậm lên một tí, 0.9 đi. Được chưa? Đấy, xem nhá. Ôi, xấu quá. Cho nó mỏng lên tí nữa đi, 0.3 đi. Nhìn nó mượt mà một tí, đúng không? Đẹp như tranh họa đồ rồi. Hay là cho cái màu chữ khác đi nhỉ? Đúng không? Màu chữ này thì màu chữ này để trên nền này thì không đẹp lắm. Đúng không? Thôi kệ nào. Đổi màu nền thành màu xanh nhỉ? Màu xanh là màu này đúng không? Đây đúng không? Cho màu xanh vào. Background color. Thế là xong. Ô. Đây à? Cho cả đơn sắp này. Nhưng mà cái thằng à đúng rồi, cho trên sắp thì nó ăn hết cái sắp. Vì đây mình kẻ đường rồi mà. Nhưng không giống cái màu này, mà nó đậm hơn ấy. À, ừ. Còn cái hover của thằng LI nữa. Được chưa? Hover LI đổ cái màu trong A. Thôi được rồi. Cho thêm một cái hover cho A nó nhìn cho nó sáng sủa nha. Cái này chúng ta biết cách để chúng ta sửa đổi rồi. Hover. Đúng không? Đổi màu cái A cho màu đỏ nhá. Color red. Đúng không ạ? Ta cứ làm từng bước thì nó sẽ ra thôi mà, đấy. Được chưa? Ok chưa?
Ta muốn cho cái home này là active thì ta làm thế nào? À, đặt thêm class active vào nhé. Bạn cho thêm class active vào cái home ấy, cho thẻ A nhé. Class active. Nhưng mà chúng ta phải viết cái gì? Viết cái lớp active đúng không? Cứ cái nào được active vào thì A.class active. Thay đổi cái màu nền là gì đấy? Màu nền của cái màu đây đúng không? Đây. Không phải, à đúng rồi. Đây đúng không ạ? Cho class active vào. RGBA000.9. Đấy, cho nó màu đúng cái màu active vào. Được chưa? Ok chưa? Xong menu nhá. Sau này là bạn làm thêm cái menu đa cấp thì thực hành thêm cho thầy cái bài số thực hành lab 03 gì đấy. Tạo cách tạo menu đa cấp đúng không? Đã có ai làm bài đấy chưa đấy? Chán. Những cái cơ bản nhất phải trải qua. Nó giống như là khi mình mới sinh ra, đầu tiên là bố mẹ, xong là đến ăn bột đúng không? Xong đi ăn cơm được chứ. Quy luật đời thường đấy thì không thể tránh khỏi được đâu. Không đốt phá được giai đoạn đâu. Nha. Xong phần nhá. Tiếp theo cái phần header thì đến cái phần gì? Thông thường khi chúng ta làm ấy thì chúng ta muốn tách các cái vùng khác nhau nhá. Chỗ này là rất nhiều bạn hay bị gặp này. Ta dùng các cái thuộc tính float left thì các phần tử nó sẽ bám theo bên trái của phần tử trước. Vậy thì đến mỗi một cái vùng khác nhau thì ta không muốn sử dụng cái đấy nữa. Thì người ta thường hay dùng một cái div hoặc section cũng được. Div bạn tạo ra một cái lớp clear. Đúng chưa nhỉ? Và cái nội dung này nó không có gì cả. Nhưng chúng ta sẽ thiết lập cái thuộc tính clear này này. Đấy. Là clear bot chúng ta loại bỏ hết đi. Cứ chỗ nào có clear thì chúng ta cho clear gì? Bot. Tức là nó xóa đi các cái ràng buộc trong CSS, tức là cái bám theo của float left hay là float right. Hiểu không nhỉ? Cứ đến mỗi vùng chúng ta đặt cái đấy đằng trước. Và bạn nhìn xem rất nhiều cái suộc ở trên web là tại sao tự nhiên lại có cái thẻ div không có cái gì mà lại có cái thuộc tính của class là clear. Để người ta bỏ nó không bám theo các cái định nghĩa của ULLI trên này, ta định nghĩa float left ấy nữa. Được chưa? Đến phần tiếp theo chúng ta muốn hiển thị cái slide thì ta thường dùng cái aside. Đúng không ạ? Trên này ta tạm thời là ta chưa dùng gì, ta để một cái ảnh tượng trưng thôi. Đúng không? Để cái image. Trong này thầy đã có một cái ảnh rồi, image. Đúng không? Trong cái thư mục đấy là có cái ảnh gì? Ảnh Noel đây chẳng hạn đúng không? Đấy, à đâu? Ảnh Việt Nam Malaysia chiến thắng đây. Ta cho cái ảnh này vào. Đúng màu cờ sắc áo đúng không nhỉ? Việt Nam chiến thắng. Đúng chưa? Ok. Đó. Ok nhá. Xong rồi chúng ta chạy thử xem nhìn thấy cái ảnh không? Ôi to thế. Rất là xấu đúng không nhỉ? Ta cho nó gọn lại thành thì ta để là gì? Đến cái vùng tiếp theo này. Bạn đặt ở đây là slide sau đi. Sau này ta làm sau. Thì ta để trong cái thẻ aside các cái phần tử gì? Image, img. Ta cho width nó là 100% chẳng hạn. Đấy. Thì cái ảnh kia nó đang to hơn kích thước màn hình. Thì ta để lại 100% cho nó gọn lại. Ngon. Đẹp dịu dàng, không chói lóa đúng không? Được chưa? Đấy. Hết cái phần này thì đến cái phần tiếp theo chúng ta đang trình bày một số các cái item trên các cái thông tin, các cái trang trình bày hiện nay chúng ta có rất nhiều dạng khác nhau. Để thầy chọn một cái gọi định dạng các cái item. Đúng không ạ? Item như cái thành phần này này. Đây đúng không? Đặt các item vào. Đấy. Vậy trên này chúng ta có một cái phần để chúng ta làm tiêu đề, ví dụ các khóa học chuyên đề. Ví dụ như thế. Thì cách thiết kế cho cái vùng này thì chúng ta vẫn đang để ở trong cái container đấy. Đây ta gọi là một cái phần nữa gọi là
vùng gọi là các khoa học chuyên đề đi. Và mình để luôn thêm một cái nữa là gì? Kết thúc các khoa học chuyên đề. Tức là bạn để như này sau này bạn làm code nó dễ mà. Bắt đầu từ đâu và đến đây kết thúc ở đâu ấy. Sau đó chúng ta viết ở trong này. Đúng không? Chắc ăn thì chúng ta vẫn cho thêm một cái ở giữa này. Bỏ cái này đi, clear đi. Đúng không? Xong là tiếp theo đến cái vùng là section. Tạo một cái section. Ghi luôn đây là khóa học. Đấy. Xong trong này thì ta viết cái gì ta mới viết. Đúng không? Thì đầu tiên là mỗi một cái vùng này nó sẽ có một cái tiêu đề cho nó. Nhưng thông thường thì trên này, trên trang chúng ta có nhiều vùng thì bạn không nên dùng cái H1, mà chúng ta bắt đầu tiêu đề lớn thì ta dùng từ H2. Đúng không? Còn cái H1 ở trên trang ta chỉ dùng duy nhất một cái thẻ H1 để thể hiện cái tiêu đề của một slide thôi. Và nếu bạn dùng nhiều H1 thì nó sẽ xảy ra tình trạng không chuẩn xem. Bạn cứ thử xong bạn đo trên các cái bộ phân tích của Google xem. Đúng không ạ? Là khái niệm về web chuẩn SEO nữa. Thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là tôi dùng một cái thẻ, đây là thẻ H2, để hiển thị cái nội dung gọi là các khóa học chuyên đề. Bạn không thích cái học chuyên đề, bạn để đây là các sản phẩm hot, các sản phẩm mới. Đúng không nhỉ? Hay là làm một cái trang bán vé về FF Cup chẳng hạn, đúng không nhỉ? Những tấm vé trị giá ngàn đô, ví dụ thế. Đúng không? Tôi cho lên top này. Đúng chưa? Xong bên dưới các cái phần này chúng ta mới đi thiết kế. Cái chỗ này nó có rất nhiều các chức năng để thiết kế, nhưng mà bạn phải nói rằng là để làm được thì nó cũng phải cần chú ý đấy. Đang xấu xấu như này đúng không nhỉ? Bây giờ ta cho nó ra giữa. Định dạng cái phông chữ khác đi một tí. Đúng không? Không dùng phông chữ mặc định của browser nữa. Ta chọn một phông chữ khác, phông chữ mà mình đính kèm trên cái website của mình. Hoặc sau này bạn thiết kế ra một cái phông gọi là phông như phông chữ của giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì trên browser là chưa bao giờ có. Xin lỗi là chưa có. Được chưa? Thì ta muốn đính kèm vào ghép của mình thì chúng ta sẽ đưa nó vào như sau. Đúng không ạ? Chứ là bạn hiểu cái phông chúng ta chọn ở trên này mà trên browser nó không có thì nó sẽ áp dụng cái phông mặc định. Nhưng ta muốn áp dụng cái phông của mình thì mình phải định nghĩa cái phông đấy. Chính vì thế trong ứng dụng thầy mới đưa các bạn vào một cái là bạn phải tải cái thư mục phông về. Cái thư mục phông này thầy đang dùng là thư mục phông là Open Sans. Đúng không ạ? Sans Bold, Sans Bold Italic, Con Bold, vân vân. Bạn phải tải cái này về nhé. Tải cái này về xong là đính kèm vào trong cái website của mình như sau. Đúng không ạ? Là tôi ghi đây là định nghĩa phông cho gì, cho size chẳng hạn đấy, vì rõ là như thế cho nó dễ hiểu. Nhớ chưa nhỉ? Anubi bot là ai đấy? Sao bây giờ mới yêu cầu chậm thế? Thời gian như võ ngựa qua cửa sổ, ta phải nhanh chân nhanh tay lên, đúng không? À, mấy các bạn hôm trước làm rồi thì làm lại cho tôi xem còn nhớ không nào. Cách chúng ta làm là gì? A cộng phân phây, đúng không? Không nhớ thì web bar school copy vào sửa. Cách làm truyền thống. Cái đấy thì nhiều khi là chúng ta không cần phải nhớ, ta biết là được rồi. A cộng phân phây, đúng không? Đấy. Chẳng qua thầy viết nhiều quá nên thầy nhớ nhưng cũng không muốn nhớ cái này đâu. Định nghĩa cái phông. Đầu tiên là tên phông, đúng không? Phông family, tên là gì đấy? Đúng chưa nhỉ? Ví dụ ta đang dùng là cái Open Sans Cobol này để làm tiêu đề chẳng hạn. Thì bạn đặt luôn tên nó giống thế cho nó dễ nhớ. Như này. Được chưa? Phẩy, à chấm phẩy. S rồi gì? SRC bằng gì? URL à? Đúng không? URL đến cái đường dẫn phông. Chúng ta đang để cái phông là trong thư mục phông. Đây này. Tức là trên trang của chúng ta là trang chúng ta đang để đây. Chúng ta có thư mục phông này.
đúng không? Đấy, trong thư mục phông gạch chéo đến cái thư, đến cái tệp, tệp gì? Tệp cái phông mà chúng ta đang muốn dùng, ta đang dùng cái này đúng không? Đấy, ok, ta đặt nó vào đây. Đấy, sau này bạn định nghĩa cái phông khác thì chúng ta đặt nó vào, đúng không? Ta làm thêm cái nữa đi, lại gì? A còng phân phây, không dính, không dùng con bôn nữa mà dùng là con lai đi, đúng không? Đây con lai đây, extra bôn italic, cho cái extra bôn này làm tiêu đề cho nó kinh, đúng không nhỉ? Copy, đặt nó vào đây. Tưởng lập trình là cái gì, toán sao, control cờ, control vờ nhỉ, xong vân vân. À thiếu mất cái gì, đâu đâu nhỉ, được chưa? Kiểm tra lại cái A còng phân phây, bạn không nhớ gì, thầy cũng không nhớ. Như này, bạn chỉ cần nhớ gõ mỗi chữ Google A còng phân, nó ra luôn chúng ta, được chưa? Chọn cái anh ba web ba school này, xong nhìn thấy cái cú pháp CSS đúng không nhỉ, fun family đúng không nhỉ, copy, được chưa? Xong nhá. Định nghĩa cái phông thì bây giờ chúng ta dùng cái anh H2 đấy, tôi dùng cái phông là phông này, ok chưa? Nhưng mà ta chỉ định nghĩa cái H2 ở trong cái vùng, ở các cái vùng nào đó thôi, đúng không? Thôi được, ta cứ cho là hiện tại tôi đang dùng cái phông ở trong cái khóa học. Chỗ này thì có thể bạn dùng class hoặc dùng ID thì chính xác hơn nhỉ. Khóa học H2, đúng chưa? Bây giờ ta định nghĩa cái phông family là gì? Là nó không phải là Arian hay gì nữa mà nó chính là cái tên này này, Open Extra Bone này. Đấy, được chưa? Chấm phẩy, kích thước là gì đấy? Phần phần web 600 thôi nè, được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ khi bạn định nghĩa như này, bạn quay lại cái của mình, bạn xem là chỗ này nó đã thay đổi chưa này. Đấy. Wow, chưa thay đổi, tức là gì? Có vẻ không được đúng không nhỉ? Sao rồi? Khóa học H2 fun extra bone. Đúng không? Đấy. H2 đâu? Các khóa học chuyên đề. Được chưa? Các bạn chạy được chưa? Sao của thầy không được? Phân sai nào? Cho là bao nhiêu? 24 pixel cho nào. Có thay đổi gì không? À được rồi, phông nó bé quá, mặc định đúng không nhỉ? Có 13. Bây giờ chúng ta để là 24 34 đi, 38 đi cho số nó đẹp. Đúng không? Ngon. Ui xấu quá. Cho 28 thôi. Ngon ạ. Đấy. Bây giờ cách trên, cách dưới và canh gì? Canh giữa đúng không? Canh giữa ta có là gì? À, text align center. Làm mãi thì những cái thuộc tính này quen. Line hết cho 50 pixel cho nào. Đúng không? Quá ngon. Được chưa nhỉ? Cho thêm cái padding đi. Padding trên dưới 10 pixel, trái phải không, auto đi, đúng không nhỉ? Cho nó cách ra một tí, hình như chưa được đó. Kiểm tra lại nào. Oh, padding sai đúng không nhỉ? Ta có F12 hoặc chuột phải chọn để kiểm tra phần tử, cái này cho nó là không đi, ok. Chúng ta không padding, nó không có auto. Để chúng ta cách đoạn cái phần trên đến phần dưới mà nhà, thì ta dùng padding cho 15 đi. Và đây là 0. Đấy. Cách ra được rồi. Thấy chưa? Quá ngon. Đúng không? Thật là chuyên nghiệp nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta làm một cái phần nữa, là cái phần, cả một cái phần bên dưới này này.
ta để là mỗi một dòng là 4 cái ô, được chưa? Đấy, làm giống như cái ô để ảnh thờ ấy nhé. Rồi xong CSS chỗ này, kéo sang bên đây. Tiếp theo sau cái H2 này ta dùng div đi, chấm gì, row. Hàm ý là ta sẽ để trên từng dòng một, đúng không nhỉ? Mỗi một dòng là một cái item, đúng không? Mỗi một dòng là một cái item, ta lại cho cái div chấm item, item, đúng không ạ? Đấy. Ta hàm ý ta đang định là một dòng để 4 cái item đấy, đúng không? 4 item có nghĩa là chúng ta sẽ chia đều ra cái gì? 100 chia cho 4 bằng mấy nhỉ? À, cho luôn vào đây, chia đều cái này ra, đúng không? Là ở trong cái khóa học nào? Chấm khóa học row, chấm row, chấm item width bằng gì? 25%, đúng không? Bạn muốn nhìn thấy trực quan nhất thì cho cái gì vào đây? Background color, cái này chúng ta sẽ bỏ nó đi đấy, cho cái màu red đi để chúng ta nhìn, được chưa nhỉ? Đấy. À, chưa có cái gì thì nhìn thấy cái gì, đúng không? Bạn cho thầy một cái hết tạm vào đây nhá. Sau cái này bỏ hết đi nhá. 50 pixel để chúng ta nhìn thấy cho nè. Đấy. Ồ, vẫn không thấy gì. Cho tí cái gì vào đây đi cho nó. Vẫn chưa được. À đây, đúng rồi nhỉ. Đấy, bằng 1/4 rồi đấy nha. Ok chưa? Thôi, nhìn thấy thế thôi bỏ đi. Đúng không? Chỉ là để nhìn thấy trực quan ấy mà. Còn mục tiêu chúng ta là sẽ chia 4 nó đều nhau. Nhưng chú ý là ở cái item này bạn sẽ không được đặt thêm bất kỳ một thứ gì nữa. Ví dụ như là border hay là cái gì đó nó chiếm cái kích thước ấy, thì nó sẽ làm giảm cái item này đi, thì nó sẽ xuống dòng, nó không còn là 4 dòng nữa. Sau khi bạn chia 4 nó rồi thì bắt đầu giống như là bạn xây cái tòa nhà, bạn chia làm 4 phòng ấy mà, đều nhau, xong là bỏ cái phòng vào, bỏ cái gì ở trong phòng. Vậy thì mỗi cái item này chúng ta sẽ để nó như sau này. Cái cách thiết kế của thầy sẽ để như sau này. Là sẽ để một cái div nữa, gọi là thumbnail. Đấy. Cái từ này thầy viết cho nó gần gần gũi với cái Bootstrap sau này học ấy. Thumbnail là để bên trong đấy, đúng không? Trong bên trong cái này thì chúng ta mới để cái gì? Mới để cái ảnh vào nhé. Image nha. IMG. Đấy. Ta để một cái ảnh vào. Thử nhá. À, ta lấy cái ảnh của chúng ta trong thư mục ảnh. Android cho nè. Được chưa? Ta để cái thư mục ảnh Android. Image Android. Đây ta gọi là chuyên đề Android. Đúng không? Rồi để cái ảnh vào đây đã, rồi ta mới tính tiếp. Được chưa? Đúng không? Bạn chỉ cần thiết kế được một cái item thumbnail xong một cái, bạn copy ra làm 4 cái là ok. Đúng không? Chạy thử nào. Đấy. Ôi, đẹp rồi. Đúng chưa? Item thumbnail. Nhưng mà có vẻ chưa được hay lắm nhỉ. Đó, mà trông cũng đẹp đẹp rồi đấy. Bên dưới cái ảnh này là chúng ta sẽ để một cái như này. Đây này. Có cái chữ 125.000 đồng này, chi tiết này. Để sau này ví dụ ta để ảnh sản phẩm, bên dưới ta để một vài các cái giá hay là xem chi tiết, hoặc là thêm một vài cái plugin mạng xã hội click vào share hay gì đấy, đúng không? Ta sẽ để xuống cái tầm bên dưới này. Vậy thì cái mục bên dưới này chúng ta sẽ để thêm một cái gì? Sau dưới cái ảnh này là cái một cái div đi. Đúng không? Div này là div gì nhỉ? Div mà
thôi deep đi, chả cần cái gì nữa cả, đúng không ạ? Ta để ở đây, nhưng mà không để này có định dạng nhé. Ta muốn cho nó một cái ô, xong là để cái nội dung gì vào trong đấy, đúng không? Chia đôi ra nhé, một bên là giá, một bên là chi tiết. Có nhiều cách để thiết kế span, thẻ P, đúng không? Chúng ta để vào ULLI theo lít, sau này mà cho nhiều, được chưa? Vậy thì ta để đây là thẻ P nhé, P chấm giá đi 125000, có chữ đồng ở đấy, chữ đồng ta để là lên cao đi, shop à, đúng không? Đồng. Xong đến một cái P thứ hai, P này là P chi tiết, P xem, đúng không nhỉ? Ghi chữ chi tiết. Sau này người ta không hay để cái chữ này đâu, người ta để một cái icon, một cái ảnh nó đẹp hơn. Nhưng thôi, để dành đến cái phần bootstrap ta lại đưa cái đấy vào nhé. Rồi, ok. Nhưng mà có một cái vấn đề đặt ra là nó không ok như mình nghĩ. Đấy, nó lại đặt như này, sống mù mịt chứ nhỉ. Nghĩa là chúng ta đặt trên cùng một gì? Dòng, đúng chưa? Bên dưới. Thiết kế đúng cái cấu trúc. Bạn phải thiết kế cấu trúc nào thì chúng ta viết CSS cho cái cấu trúc đấy nhá. Nên tại sao thầy mới hay viết là xây cái khung xong bắt đầu ta mới CSS cho nó, đúng không? Đấy. Ok, xong cái cấu trúc này chưa? Mà bạn viết cấu trúc khác thì bạn phải CSS kiểu khác, đúng không? Làm kiểu gì thì làm, ta cứ làm cho nó ok đã. Xong nhá, kéo cái chỗ khối đây nhá. Ta có thể định nghĩa là cái này nó nằm ở trong thumbnail hay là trong item gì cũng được. Ta để đây là cho là định nghĩa từ cái khóa học đi. Bên trong đó là các cái thumbnail đi. Thumbnail, đúng không? Bên trong đó là gì? Div. Ta định nghĩa cho cái div trước này. Display block đi. Cho nó cho độ cao luôn 50 pixel. Đấy. Cho màu đi. Background màu RGBA đi. 0000.8 đi. Đấy. Bạn thích màu gì thì bạn đặt nó vào đấy. Đấy, ngon ngay đúng không? À. Rồi, ta cứ để đây đã. Xong bây giờ định nghĩa đến cái gì? Đến cái P ở trong div này gì? Ctrl V. Ctrl P. Thêm cái thẻ P ở bên trong. Đúng không? Cái viên trong ta đang để P mà. Bạn dùng span cũng được, P cũng được. Ta để cái width. Width bây giờ là cả khung đấy là 100%, thì bây giờ ta để nó là 50% thôi, đúng không? Và cái độ cao line hết là 50 pixel, vì độ cao của cái div này là 50 pixel. Đấy, xem nào. Đấy, đúng không? 50. Bây giờ cái này đang nhảy sang bên này nè. Cho thêm cái gì? Loạt lép. Đấy. Để cho nó nằm, làm sao nó nằm sang bên cạnh đi. Đấy, nằm sang bên cạnh rồi đấy. Đúng không? Cho tick align là gì? Center. Được chưa? Đúng không? Đúng không, bé Hà? Sao lại đặt tên là bé Hà giống như tên con gái ấy nhỉ? Hay là đặt tên thế để chuẩn bị đi sang Thái Lan đấy? Không có đặt đâu. À đấy. Không, người tên đấy hay nhỉ? Mà những ông tên Hà là giỏi hết. Ví dụ như Hà Văn Thắm nhỉ? Bắc Hà. Bắc Hà, toàn những ông giỏi. Chứ cái tên chung chung như thầy thì không có thua. Cái gì cũng chung chung. Đúng không? Chạy thử xem được chưa? Kẻ mi kẻ ấy cho nó đẹp đẹp một tí đấy xem nào.
đúng không? Ô, ta để chữ D sai rồi, chữ D phải là gì? Súp chứ không phải là sắp, đúng không nhỉ? Super, chỉnh lại cái nha, super cho nó lên đúng đi. Đấy, rồi. Bây giờ cái của chúng ta lại là cho gì? Cái chữ màu đỏ đi, đúng không? Đây này, chữ này màu đỏ này, chữ này màu gì đấy? Màu xanh lá chuối đi chẳng hạn, xanh lá mạ đi chẳng hạn. Nhưng mà cái chi tiết này thông thường chúng ta phải để trong thẻ A này, đúng không nhỉ? Bạn hình dung không? Chính như ta không để nguyên như cái này, cho vào thẻ A cho nó đúng kiểu chuyên nghiệp đi. A, đúng không ạ? Không cho thêm cái này vào A thang, được chưa? Đấy là nó lên ngay cái đó. Để trong thẻ A nhá, để chúng ta định nghĩa lại một tí màu sắc màu chữ nhá, được chưa? Rồi ta cho set F vào một tí thôi, lấy từ chỗ này thôi, thumbnail deep p đúng không? Deep p p cái giá thì ta để p chấm giá đi, đúng không? Chữ màu gì? Màu đỏ đúng không? Cho màu red, được chưa? Cái thứ hai là không phải p giá mà là p gì? P ở A trong p thì cho chữ màu vàng đi. Trông nó có vẻ không được ăn ý lắm nhưng mà thôi, cho nhìn cho dễ. Tick decoration bằng none đúng không? Cho nó bỏ cái đấy đi. Hoặc là chúng ta sẽ cho ngay cái A ở trên cùng. Tick decoration bằng none hết, không dùng cái gạch chân nữa. Thì ta viết một lần ở trên thôi, đúng không? Cứ cho nó thẻ A thì cho cái gạch chân nào, không ấy nữa. Được chưa? Đấy. Bây giờ làm sao để chúng ta cho một cái đường kẻ ở giữa đây? Border. Border cho P ấy, thì nó rất khó. Bởi vì khi em border cho P thì P chúng ta đang chia đôi là 50 nhá. Bây giờ cho border vào một cái là kiểu gì nó cũng bị gì? Nó nhảy xuống dưới đúng không? Đúng thế không? Vậy ta nghĩ ra cách một cái chiều khác đi. Ta border cho cái A này có được không? Nhỉ. Đấy, vậy thì chỗ này ta cho border left đúng không? Đấy, 1 px solid cho cái màu xám xám đi. Đấy. Nên là thầy bảo là bạn thiết kế cái khối như nào thì bạn đặt như thế. Úi giời xấu thế. Ta cho nó tràn ra là gì? Display block đúng không? Đấy. Ngon, úi giời ơi, đẹp như mơ. Thôi nhỉ, bỏ cái display block đi, chúng ta nhìn đây để phân biệt này. Đúng chưa? Bởi vì cái A nó là cái inline style. Bây giờ ta muốn nó tràn hết ra cái ô chứa nó thì ta dùng thuộc tính là gì? Display block. Có rất nhiều bạn viết đây nhưng mà không hiểu làm sao nó lại ra thế. Nên ta phải test cái đấy chúng ta để sau này chúng ta chọn cái cách thức chúng ta dùng ở trong các cái ô định nghĩa. Hiểu chưa nhỉ? Đó. Bây giờ còn một cái ảnh ấy. Cái ảnh này chính là cái ảnh này là 1/4 lúc này là nó đang bị gì đấy? Nó bị tràn ra cái khác ấy, đúng không? Đấy. Tôi được, bây giờ ta làm xong một cái này rồi nhá. Xong rồi nhá. Copy thành 4 cái. Đúng không? Copy cái gì? À, copy cái item ấy. Hiểu không? Để thầy viết cái cấu trúc thì đánh dấu copy phát xong ngay. Copy Ctrl C. Ctrl V 2 cái, 3 cái, 4 cái đi. Và ta thay cái ảnh cho nó đó. Chuyên nghiệp một tí, Android này. Xem thư mục ảnh này đi, MVC này. Đúng chưa? Khoa học chuyên đề IPnet MVC này. Rồi đến chuyên đề PHP này. Cái thứ ba là PHP đi này. Chuyên đề PHP. Cái thứ tư là Java Web đây này, đúng không? Đấy, thế là đẹp như mơ ngay.
Đúng không? Quay ra chạy luôn một cái, thật là đẹp rạng ngời mà không trôi lá. Ô, ô, vô lý nhỉ? Nó phải nằm ở bên cạnh cơ mà, đúng không? Các cái item này nó phải nằm ở bên bên cạnh nhau ấy gì? Làm sao để nó nằm bên cạnh? Cái gì đấy? À, float left, đúng không ạ? Nhớ ra rồi, cho vào. Từ cái khóa học thumbnail item thêm vào chỗ này đi. Là gì? Float left. Còn nếu không float left thì mặc định nó là inline rồi, đúng không? Nó lại là inline, nó chạy xuống dưới. Float left ở trong cái item của nó nhé. Đấy, xếp cạnh nhau. Nhìn thấy chưa nhỉ? Cái chỗ mà thầy di chuyển lên trên đấy. Xong chưa? Chạy thử nha. Ui, thật là siêu. Ui dồi, chen chúc nhau xấu thế. Làm sao mà giờ nó không chen chúc nhau nữa? Đầu tiên là cho ta cho cái ảnh nằm gọn vào trong đã, đúng không? Rồi, cho cái ảnh nằm gọn vào trong đã. Cho cái ảnh ảnh ở trong cái thumbnail, đúng không? Cho thumbnail item này. Image img width gì? 100% đã. Được chưa? Đấy. Bây giờ lúc này là ta không động cái item nữa. Wow, đẹp thế. Quá xinh rồi. Bây giờ cái thumbnail đấy chúng ta sẽ dồn nó vào một tí để cho nó khoảng cách, đúng không? Thì ta sẽ đặt ở đây là cái gì nhỉ? Định nghĩa cái thumbnail, thumbnail là gì? Định nghĩa riêng thôi nhá. Cái meta ta vẫn để thumbnail cho cái gì đấy? Padding cho nè. 5 pixel cho nè. Đúng không? Cho padding 5 pixel của cái thumbnail nhá. Wow, đẹp quá. Chuẩn chưa? Có khoảng cách rồi đấy. Bây giờ bạn nào xóa cho thầy cái khoảng cách này đi. Để nó sát cho mình. Đấy, giữa đây nó có cái khoảng cách này. Hả? Bỏ thử xem. Chạy thử xem được không? Chạy thử xem có được không? Đấy, chỗ này không làm là không làm đâu. Là ai mãi không làm đâu. Quá. Ok, quay lại đây. Bạch Vy đây. Quá. Phan Hàn. Chạy xem làm sao để cho hai cái đấy xít lại với nhau để chạy đúng không? Nào. Từ index 001 CSS link hot wrap ok 01 chưa ăn đúng không? Đúng không? Ồ.
Nào, bỏ cái đi chưa? Không làm thì chưa ấy đâu, thầy nói luôn nhá. Mỗi một cái phần tử in mét này này, chúng ta không định dạng gì ấy, thì nó gọi là một cái inline. Phần tử inline giống như text thông thường ấy. Vậy thì chúng ta loại bỏ cái đấy thì chúng ta chỉ thêm đúng cái thuộc tính này vào cái là nó đẹp. Chứ bạn không thể dùng margin padding ở đây được đâu. Đúng không ạ? Mặc định nó đang bị là như thế thì đây chúng ta để display block. Được chưa? Display block. Ngon. Đúng không nhỉ? Có hiểu chỗ thầy đang nói không nhỉ? Tức là mặc định cái thẻ image nhá, nó giống như là một ký tự. Nó là ảnh nhưng mà trong cái khái niệm này nó hiểu giống như một ký tự. Thì mặc định của cái ký tự đấy ấy, nó có khoảng cách là 4 pixel của cái mặc định, chỉ duyệt mặc định. Thế thì bây giờ ấy, để chúng ta bỏ cái mặc định đấy đi ấy, thì bằng cách là chúng ta cho cái ảnh này là block để nó tràn cái chỗ của nó thôi. Nó không còn là riêng một ký tự nữa. Được chưa? Thì nó bỏ đây đấy. Có rất nhiều bạn là cũng loay hoay mãi không bỏ được cái đường kẻ này đâu. Cứ margin padding, bởi vì rõ ràng bài giảng của thầy là có margin padding để bỏ cái đấy. Áp dụng mãi không ra. Đúng không? Chúng ta thử nhé. Đặt nó bằng 0 nhé. Margin theo như em làm đó là margin bằng 0 đúng không? Padding gì? 0 đúng không ạ? Đấy. Có được không? Wow. À cho âm à, hay, cái ý kiến cũng hay phết. Âm mấy? 4 pixel à? Đúng không? Kinh phết. Đúng không? Đấy. Tức là lúc này là em chỉ cho cái âm là margin button đúng không? Cái phương án đấy nó không hay lắm. Rồi được, cho cái này lên cho nó chuẩn. Bởi vì cái đó, cái mặc định thì em đã phải đọc. Cái mặc định của nó là 4 pixel thì lúc đấy em cho âm 4 pixel. Còn riêng ảnh ta để block lên thì nó có phải ngon hơn không? Đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn nhá. Chuẩn xong rồi thì ta nghỉ mấy phút ta lại làm tiếp. Được chưa? Cái này nó có hay không? Hay chứ. Hay phết. Bây giờ bạn treo cho thầy trong cái lúc nghỉ ngơi và suy ngẫm, bạn treo cho thầy cái giảm giá ở chỗ này cái này. Ở chỗ này này. Nhá. Cái chữ giảm giá bao nhiêu phần trăm ở đây này. Ở trên các item sản phẩm nó hay có cái phần giảm giá bao nhiêu phần trăm đúng không? Thì làm cái đấy như nào? À cái trang đấy nó đang không có cái đấy. Có 2 giờ. Ừ. Thì bây giờ là thầy chỉ đưa ra là cho thêm cái giảm giá ở chỗ này là 50%. Đúng không nhỉ? Đấy, ta nghĩ cái phương án này giải quyết. Đúng không? Chỉ mấy phút vậy nhỉ? Bạn nào chưa làm xong thì thủ hỏi hàng xong đi. Đúng không? Đúng không? Hả? Đúng cốt xe. Cố gắng nhá, trên lớp là chúng ta làm cái đầu xong luôn đấy, còn bài thực hành ở nhà làm hết rồi nhá. Sao là không để như thế, là trong các cái tiêu chuẩn tìm kiếm ấy, thì nó đọc cái ảnh này là nó khó hơn được em đọc text, nên là người ta để title text và ta để lên này. Đấy. Còn đây nó có cái ảnh rồi cho để đó. Đây.
Được chưa? Của em nó bị nhảy xuống, lý do biết vì sao lý do nó nhảy xuống chưa? Nó cái mắc ghi à, cái container ấy. Rồi cứ căn tụt cờ, căn tụt vờ, chính xác. Đó. Đấy. Để tao
thầy cứ viết ở đây xong rồi copy sang đây nó không bị sai. Được chưa? Chưa. Ở cái hai tầng của nó đúng không? Cái phần lỗ lép xong rồi xong cái cấu trúc của em đó. Em cho là hai cái đi nhìn nó dễ. View layout Acid 2 được chưa? Các bạn đã được cái phần sẽ cho lần này cho nó dễ đúng không? Khóa học này, row này, item này, row item, lỗ lép rồi. Đấy, hết cái này bỏ đi, không còn phần nữa đúng không? Cần không ạ? Ta đang dùng mà ít bên trong này. Ra hết, của lốt lát, ăn nêu phê. Thăm quan lên, hai tầm. Riêng là mình đĩa riêng cái tầng nó xong bắt đầu để cái gì vào trong làm cái giảm giá nhá. Đây được chưa? Chưa chạy được cái gì rồi thì xem nào. Cái giảm giá của chúng ta treo nó vào đây đúng không? Thế tức là bạn đang đặt vào trong cái gì? Trong một cái item nào đấy đúng không? Đấy. Cho hẳn ra ngoài hay là vào trong cái thân nail? Trong thân nail à? Ừ, cho vào đi. Deep chấm giảm giá đi. Được chưa nhỉ? Để 50% được chưa? Xong làm gì? Định nghĩa cái giảm giá đúng không? Copy cái giảm giá. Cho sang bên này. Giảm giá. Đúng không ạ? Cho nó width là 50 pixel đi. Và gì? Hết bằng gì? 50 pixel. Line hết bằng gì? 50 pixel. Đúng không? Vuông.
Được chưa? Rồi. Cho nó lên đấy đã rồi tính tiếp. Wow, ông đã nhảy xuống chỗ này rồi. Bây giờ đặt ông lên góc này nhé. Đúng không? Đặt lên này. Chuột phải. Kiểm tra phần tử. Đúng không? Cho cái ông này sang bên góc bên này đi. Để nhìn cho nó dễ. Được rồi. Đâu nhỉ? Đây đi. Nhìn cho dễ. Đang nằm đây đúng không? Chọn vào đây. Đấy. Giảm giá. Cái giảm giá chúng ta đây đúng không? Cho gì? Position bằng absolute. Rồi gì nữa? Top 0. Ui ơi, sao nhảy mãi trên. Right 0. Không hợp lắm, nhảy. Nó nhảy đi đâu? Đã để trong thumb panel đúng không? À, thiếu cái gì? Cái nào relative, cái nào position? Đây đúng không? Position relative đây à? Còn bên trong này là gì? Position absolute đúng không nhỉ? Đấy. Chưa được. Cái gì nữa? À top left nữa đúng không? Top 0 left à, right gì? Right 0. Bám trên bám trái. Đúng không? Đúng cấu trúc chưa? Rồi. Chạy thử nhá. Rồi, chuẩn quá. Nhỉ. Yeah. Cho chữ màu trắng lên đi cho nó dễ nhìn. Color thằng FF. Text align center. Đúng chưa? Rồi. Xấu thế. Hả? Thế nó muốn là cho nó còn vào trong cơ mà. Display block à? Ngay cần gì display block? Cái này nó bám ở trên là nó bám cái thân nail, mà cái thân nail của chúng ta lại gì? Lại là padding, đó là mấy nhỉ? 5 đúng không? Thế thì bây giờ ta để đây là gì? Cái này không cần nhá. Top bằng 5 pixel, left bằng gì? À, right bằng 5 pixel. Nó giống như cái margin bên nãy. Đấy, đúng không? Thế bây giờ làm nó tròn chỗ này nữa thì sao? Border gì? Border button phải right radius 50%, thêm border button à, đây là gì nhỉ? Button left là ở bên, đúng rồi. Rồi border cái bên trái góc bên dưới là gì nhỉ? Thầy đang muốn bo đây này, vòng như này này, thì đây là button left đúng không? Đây là left mà như nào nhỉ? Góc tròn chỗ này này, thì góc này gọi là góc gì đấy? Quá tần thép nó dài à? 50 nhá, rồi cứ đưa cho vào đây đã, đúng không? Để cho nó co cái này này. Quá xấu quá. Đấy chỗ này cơ mà, tôi đang muốn chỗ này, đúng không? Đó. 50 cái phải hơi ít nhỉ? 80 nè, 70 nè.
Đấy, được chưa? Treo nó ở đấy. Mà khuyến mãi mà để màu đen thì xấu nhỉ. Khuyến mãi cho màu gì? Cho màu nó sáng sủa lên. Tại sao từ đây lại ra cái nền màu đen? Background color thằng CCC cho nè. Không đúng. À, chúng ta còn một cái thuộc tính đó là important đúng không? Đấy. Important để nó ưu tiên cao nhất. Được chưa? Chế độ important là để chế độ ưu tiên cao nhất. Cái này phải để 75%. Nó chiếm 3/4 mà. Đấy, thế là ngon. Cứ tưởng thế nào. Nhưng mà cái này thực ra để như này mới đẹp này. RGBA này. 0000 chấm mấy đây này. Chấm 5. Đó. Chấm 2 này. Đó. Đúng không? Ta treo cái kiểu trong trong mà mờ. Hiểu chưa? Rồi nhá. Chuột phải xem cái hình như có một số cái thuộc tính thừa. Cái nào thừa bỏ đi, không cần dùng đến bỏ đi. Đây này, cái hết là không cần này. Chúng ta dùng like hết rồi. Đúng không? Bỏ đi. Like hết là đủ. Đấy. Được chưa? Cho ảnh. Ảnh nào? À, tức là để cái icon như thế, ảnh như thế cũng được. Đây thầy đang để số. Được chưa? Làm tiếp thêm phần dưới nào. Chắc cần 4 cái thôi đúng không? Cần thêm dòng nữa thì ta copy thêm dòng nữa. Rồi ạ. Sau này chúng ta sẽ chuẩn hóa trên các cái màn hình khác nhau. Sang một cái mục nữa, section nữa, tin tức nhé. Ta định dạng một kiểu khác đi một tí. Xong hết chưa? Nhưng mà cái thế mà thầy cho bọn em xem mình di vào ảnh đấy, ảnh nó to ra. À thế à? Lại thích to à? Chờ hồi sau sẽ rõ. À. Hả? Hồi sau sẽ rõ, ta làm nốt cái phần sau đã. Nhá. Cho nó đúng một cái phần tiếp theo đi. Mà thôi được, đang sướng cho sướng luôn đúng không? Nếu ta gọi là gì? Zoom image chẳng hạn đúng không? Cái từ khóa đấy cái bạn chỉ cần zoom image inserted là có ngay một đoạn đúng không ạ? Được chưa? Zoom image, chúng ta chỉ zoom cái image ở trong cái phần này thôi nhá. Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm gì? À, chấm khóa học img đúng không nhỉ? Zoom transform đúng không? Transform cho 1.5 nhé. Scan 1.5. Tức là tăng lên bao nhiêu đấy? 1.5 lần ý gì? Ồ, có vẻ không phải. Ta hover đến, đúng không nhỉ? Hover đến cái image này. Hover thì ta transform 1.5. Vì bạn vừa nghĩ đến hành động là hover đến mà. Đúng không? Chạy xem nào. Ôi giời, tưởng gì đúng không nhỉ? Nhưng mà nó giật đùng đùng thế này á. Đúng không? Đùng đùng thế này thì không hay lắm. Nó không tràn ra ngoài. Đúng không ạ? Để không giật đùng đùng nữa thì chúng ta sẽ có một cái gọi là transition. Đúng không? 2. Transform để nguyên đây đi. Transform 0.5 đi nhỉ. Rồi. Không, vẫn chưa giật, vẫn đang còn giật đúng không ạ? Chỗ này thầy lại quên rồi. Quên thì có ông gì?
Google đúng không ạ? Google transition trong CSS đúng không nhỉ? CS3 đúng không? Đây rồi. Đấy. With time 2 giây. Đúng chưa? Đấy, chúng ta tra trên này transition animation. Đấy, có các cái xử lý để động. Được chưa? Quên thì ta có Google. Rồi bây giờ ta đặt nó vào. Con thầy thì đã đặt rồi. Chuyện đã làm đó. Transition animation. Đây rồi. Đúng không? Cho lại một cái định nghĩa lại cái này cho thầy một cái. Cho hover vào cái thumbnail nhé. Để chúng ta hai lần đi đã. Thumbnail. Hai chấm hover. Chúng ta sẽ transition cho cái ảnh này. Đúng không? Nó có hai bộ này đi kèm với nhau. Scan 2.0 tức là to gấp đôi đấy. Và transform mà không 9 giây. Tức là cái độ trễ đúng không? Overflow hidden tức là cho nó nằm ở bên trong đấy, nó không nổi lên. Được chưa? Rồi chạy thử cho nào. Ok chưa? Sao hôm nay trông mệt mỏi thế hả? Tỉnh Tuyên Quang. Không kịp à? Lại làm tiếp, to gì? Làm một lần không được, làm hai lần. Hai lần không được, làm ba lần. Làm đến khi được thì thôi. Đúng không? Thắng không... gì nhỉ? Thắng không kêu, bại không đảo. Đúng không ạ? Chạy được chưa? Được chưa? Ok. Wow, vẫn chưa được rồi. Đúng không? Đúng không? Bạn cho nó overflow hidden đằng sau cái gì nữa. Đúng không? Nó giãn lên này là đẹp rồi đúng không? Thì còn để cái hidden ở đâu đó đó đấy. Sao nó lại tràn được nhỉ? Sử dụng cái overflow hidden ở đâu đó cho nó chuyên nghiệp một chút. Ai tầm to nhất đúng không? Cho vào. Đúng không ạ? Chấm khoa học. Gì? Ai tầm. Đúng chưa? Cho thầy cái cho này. Ui, quá chuẩn. Sao thông minh thế? Đúng không? Ta cho vào cái chứa nó nhé, cái bên trong. Bởi vì cái này chúng ta đang hover đến thumbnail mà, nên là cái này không đúng. Đúng không ạ? Cho ở cái item chứa cái thumbnail đấy. Được chưa? Đấy là cái tính năng trong CS3 nhé. Transformation. Bạn còn nhiều cái tính năng đó nữa và làm thêm. Tra cái animation, transition, transform. Bộ các thuộc tính để chúng ta làm các hiệu ứng động ở trong CS3. Là giống như bạn gì, bạn nghĩ đến là gì đấy, cái giảm giá trong nó lúc la lúc lắc. Cái đấy là sử dụng cái animation trong CS3. Được chưa? Ồ, tạm bớt dây đã. Để ý cho thầy cái dây điện. Làm tiếp cho thầy phần bên dưới một cái item nữa ở cách hiển thị khác một tí. Là cái phần là tin tức đi. Đi vào cái này cái này là trông rất đẹp. À. Wow, chỉ cho các bạn tôi hiện thêm nữa cùng nhau chia tay vào xem à có ra đấy hỏi luôn hai chữ của chúng ta dần dần nó sẽ có này đó đây em nhìn các bạn. Thank
chia đôi là dùng cho cái A chứ không phải dùng đâu. Big thumbnail A borderless một cái pixel cho cái màu trắng như là Thank you.
nó cứ không xếp bên cạnh đúng không? Bắt nó phải xếp ra này. Và làm tiếp cái phần dưới đi, phần phần
Làm thêm một cái session nữa nhá. Chúng ta sẽ làm một cái session theo một cái định dạng như này. Đây đúng không ạ? Ta để một cái ảnh chính ở đây và bên đây một số cái item. Đúng không? Nội dung thì nó có thể thay đổi một chút. Được chưa ạ? Có tiêu đề, có cái ảnh con, có cái ảnh chính. Cái màn hình này nó hơi nhỏ, sau này chúng ta sẽ customize là với màn hình nhỏ, chúng ta sẽ xếp theo một hàng, ví dụ trên mobile ấy. Đúng không? Thì đấy ta sẽ tính sau nhé. Rồi, thiết kế một cái phần tiếp theo này. Đây là phần tin tức. Làm luôn một cái là kết thúc tin tức. Đúng không ạ? Thế cho dễ nhìn. Để chỗ này là gì? Section chấm. Nghĩa ra là những cái vùng này chúng ta nên dùng là gì? Thăng tin tức nhé. Đặt ID bởi vì nó là mỗi vùng là duy nhất. Còn những cái gì dùng mà dùng nhiều lần lặp lại, ta dùng là class, đúng không? Đó. Đặt khác đi một tí. Ok chưa? Bây giờ chúng ta lại chia cái bố cục đấy ra xem. Nhìn nhá. Tạo một cái section để đấy đã. Nhưng cái chính của chúng ta là nó trên một dòng này chúng ta chia làm gì? Chia đôi đúng không? Thì lại vẫn giống cái phương pháp trước. Ta tạo row chúng ta tạo cái gì? Hoặc là mỗi một cái item đấy là 50%. Xong bên trong item đấy ta để cái gì? Ta để. Đúng thế không? Đấy. Vậy thì ta cũng sẽ đặt ở đây là gì? Section hoặc div đi. Div. Thực ra tin tức thì ta nên để là article nhỉ. Phần tin mà. Article đúng không? Chấm item. Được chưa? Sau này ta sẽ đặt cái phần vào bên trong. Như cái item chính này, bên trong này sẽ còn thêm một phần nữa này. Copy thêm cái nữa nhé. Đấy. Mục tiêu là chúng ta trên cái vùng này chúng ta chia làm gì? Chia làm đôi ra đúng không? Hai phần. Một phần để cái bảng tin chính to. Và bên kia chúng ta để một số các cái tin nhỏ. Tin bé bé. Đúng không ạ? À chưa đủ. Nó phải có cái gì nữa chứ nhỉ? Có cái này trước đây này. Ta nhớ rồi, nãy ta viết cái gì đây này? Clear đi đúng không? Để tạo cái phần mới. Còn trong cái tin tức thì ta vẫn để cái H gì? H2 đi đúng không? Đây là tin tức hệ thống, tin tức Debmaster đi. Đúng rồi nhỉ? Mình có phải đặt cái thương hiệu của mình tí chứ. Đúng không? Bây giờ cái này nó có giống cái ở các cái khoa học chuyên đề ở trên không? Có giống không? Cho nó giống đi nhỉ. Yeah. Cho nó giống đi thì ta làm bằng cách nào? Ta trùng với cái trên đúng không? Đấy, cái này nó giống này. Quay sang CSS, ta lên chỗ này ta thay một tí hoặc là copy ra cũng được. Khóa học H2 đúng không? Phải thăng tin tức gì? H2 được không? Thì hai cái này nó giống nhau, thì cách nhau dấu phẩy. Được chưa? Đấy, đặc tả cho các thành phần giống nhau.
Thì rõ ràng khi bạn viết như này thì chúng ta có ngay được cái H2 như thế. Giống hệt như cái này trên, và những cái này style này thì ta thường đặt nó giống nhau. Đúng không? Chạy thử xem nhá. Đây đúng không? Có. Ui, chính xác quá. Đúng rồi nhỉ? Giống trên chưa? Đấy. Và kích thước này, tại sao chúng ta nên chọn nó giống nhau như vậy? Để chúng ta thấy các kích thước này nó là nhìn nó giống nhau. Đúng rồi ạ. Một phần tiếp theo, xong cái phần CSS nhé. Cái chỗ này chúng ta chỉ thêm mỗi cái phần này về thôi, không phải viết gì nữa. Để sau này thay đổi thì nó thay đổi cùng đồng bộ. Bạn không thích 600 nữa, bạn thích 800 chẳng hạn, bạn đặt vào đây thì cả hai cái anh giống nhau. Đúng không? Theo một style. Được chưa ạ? Kiểm danh lại cái nhé. Khi nãy là đang kiểm danh thì được có mấy bạn nhưng giờ ngồi hết chỗ. Nhấc cái mặt đẹp ra. Lúc đầu thì điểm danh là vắng lắm. Nào, tạo cho thầy cái cho là tạo giống như trên đi. Mình cũng làm cho nó mới nhớ chứ còn. Đúng không? Làm gì? À, ta nghĩ ở đây là trong cái article này ấy, ta sẽ đặt cái item này dấu hẹt cái trên đi. Đúng không? Là cái gì? Deep Thumber nên sau đó là gì? Image đúng không? Đặt cái image vào. Được chưa nhỉ? Đấy. Đặt image vào nhá. À xem có cái ảnh nào đẹp không nhỉ? Ui đây ảnh đẹp quá đúng không nhỉ? Vẫn đặt ở trong thư mục đấy. Image gạch chéo đúng không? Đúng không? Mùa tuyển sinh năm 2019. Dụ thế. Được chưa? Bên dưới cái image thì chúng ta sẽ thấy là có một cái gì đấy. Một cái để chúng ta để cái nội dung đúng không? Nhà. Ta cho cái gì? Deep. Cái văn bản đi. À gì? Context à? Thôi, cho chữ là content đúng không? Nhưng trong content thì ta thường chia làm hai phần, ba phần gì đó, đúng không? Tiêu đề và một cái nội dung văn tắt. Hình dung chưa? Tiêu đề thì ta để bây giờ là bên trên kia là H2 rồi thì bây giờ cho H3 là được cái gì? Ta sẽ để cái nội dung giống như này đi. H3 nhá. Đấy, lấy cái nội dung đây, tại sao nhiều lập trình viên lại không biết code? Chuyện đơn giản, không phải nói nhiều, đúng không? Đấy. Xong bên dưới đấy chúng ta sẽ để một cái ngày tháng nhé. Ngày tháng để trong cái thẻ gì? P đi, đúng không? 13 tháng 12 năm 2018. Sau này ta sẽ để thêm một cái icon calendar vào đấy nữa. Giờ đây chúng ta sẽ lấy ở trong phần học phần sau bootstrap và các thứ sau. Ta để một cái nội dung bên trong này thẻ P. Đây mới là nội dung chính này. Đúng chưa nhỉ? Bạn copy vào đây đây, cho thêm một cái tí nội dung này vào. Bạn copy ở đâu đó. Đúng không? Còn thầy thì thầy copy ở đây. Dài quá nhỉ. Đấy. Cho tí cái nội dung vào. Nhìn nhá, ta chia cái item này, mục tiêu là cái phần item ở trên cái article này là ta lấy 50% của cái kích thước. Đúng không? Sau đó thì ta để bên trong đấy là cái ảnh và một cái deep. Đúng không? Bạn có cái nội dung ở đâu đó vào cho nó chuyên nghiệp tí. Đúng không? Sao bé Hà? Được chưa?
Càng thế nhỉ. Đến phần nào rồi vậy không kịp. Thế là bà phải làm lại tiếp nhé. Có video đấy. Nhưng mà thôi bỏ phần CSS, phần trên chưa làm được em bỏ đi. Làm tiếp cái phần mà thầy đang làm ấy. Là cái phần code này rồi đúng không? Phần tin tức chưa được thì đặt lên kia rồi đúng không? Bắt đầu định dạng, thầy code xong là thầy sẽ định dạng các phần này. Thì sẽ biết từ phần đấy. Đó. Phải gọi nhanh vào. Kiểu giống như là Trần Trân đóng trong cái phim gì ấy nhỉ? Ngồi ăn cơm mà con ruồi bay qua lấy đũa gắp con ruồi ăn luôn. Đấy, gõ nhanh như thế. Đây nha, thầy mới chỉ định nghĩa là cái phần item này thôi nhá. Đấy, chúng ta này, co lại nhìn thấy dễ này. Chạy lên thì nhìn nó thấy là gì? Nhìn nó mới đăng là gì đấy? Ui giời, xấu quá. Nhưng mà cũng đẹp đấy. Đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ ta chỉ cho cái này là gì thôi? 50% thôi. Còn 50% ô bên kia ta để cái khác nhá. Đúng không? Vậy ta làm gì? CSS này. Khi đến phần dưới này, phần là tin tức này. Thôi copy cái này xuống cho anh bé Hà anh nhìn thấy cho anh dễ này. Khi nãy anh bảo anh không kịp ý. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Mỗi cái này thôi. Đúng không? Ở cái phần khóa học khát 2 ấy. Không, từ đoạn đầu thôi. Càng phá nhỉ. Tin tức. Sau đi học sớm nhá. Mọi thứ nó được chuẩn bị khoảng độ 15-20 phút đầu ấy. Chuẩn bị cho một cái bài làm trong một buổi. Thì ta phải nghĩ là một buổi ta phải làm được ra cái gì đấy để hôm sau làm cái khác chứ. Đúng không? Sau cái phần trên thì chúng ta sẽ định nghĩa là 50%, tức là cái tin tức ở trong cái item lúc này chúng ta để là gì? Width bao nhiêu? 50% position relative đúng không? Nó nằm bên cạnh nhau là gì? Float. Các cái item này nằm ở bên cạnh nhau, float left. Được chưa? Ok nha. Yeah. Đấy. Xong nhá. Gõ xong cái này một cái chạy qua ngắm lại xem nó có ảnh hưởng gì không. Rồi, đẹp quá. Đẹp như mơ. Nhưng mà cái này sao nó cứ tràn ra xấu nhỉ? Cái đấy ăn theo cái lá đấy. À, item thì chỗ này ta lại cho thêm cái gì nữa? Overflow hidden đúng không? Quá tuyệt vời. Wow. Chuẩn xác đúng không? Đấy. Cho thêm overflow hidden ẩn ở bên dưới. Chúng ta có cái thuộc tính overflow thì nó có theo chiều ngang, chiều rộng. Hidden tức là nó vẫn có cái đấy nhưng mà lại nằm khuất ở bên gì đấy? Ở bên dưới. Còn nếu chúng ta cho scroll ấy thì nó thể hiện cái thanh cuộn. Để xem. Thử nhé. Cho scroll nha này. Scroll nhá. Đúng không? Đấy, nó có cái thanh cuộn này này. Nhìn thấy chưa? Nhớ cho ra ngoài thì lại mất. Đây này. À, cái này thì ta để hidden thôi. Ok. À, hay quá nhỉ. Tiếp theo nào. Bây giờ cái mà chúng ta cần ấy là chúng ta không muốn để cái chữ ở bên dưới này. Mà chúng ta muốn cho gì? Cho nó nằm lên trên này đúng không? Nằm lên bên trên của cái ảnh đây này. Thì ra cái phần này thì đang tách riêng là cái lớp này ta để làm gì đây này? Class content đúng không? Đấy. Ta định nghĩa class content cái nội dung này nó sẽ nằm ở bên trên cái ảnh. Và nó mờ mờ, cái này nó mờ mờ một tí. Đúng không? Đấy. Nó lại làm giống như cái chúng ta làm cái gì đấy? Cái giảm giá đúng không? Đấy, thực hành đi, thực hành lại, phát lại sẽ có ngay. Vậy thì ta làm đấy có nghĩa là cái content ở trong item này đúng không? Tin tức đi. Ta định nghĩa cái content ở trong tin tức đi. Chấm gì đấy? Content. Trước tiên ta quan tâm đến là cái position bằng absolute đúng không nhỉ? Nằm ở bên dưới chân tức là gì? Bottom bằng 0. Được chưa?
thì nó sẽ nằm bên dưới. Đúng không nhỉ? Đấy, thấy ngay này. Đang ở dưới refresh lại. Wow, chuẩn quá. Đúng không? Bây giờ ta làm cái nền đấy sẽ nó sẽ ấy đi một tí, đúng không? Cái chữ này hơi nhiều quá nhỉ, cho bớt đi. Hơi dài quá. Cho bớt đi. Vẫn nhiều quá, cho bớt đi. Cho từ chỗ học lập trình đi. Cho nó chuyên nghiệp. Đấy, cho nó bớt bớt đi tí, nhìn cho nó. Đấy. Bây giờ ta làm cái nền nó làm gì đấy? Nó mờ mờ trong trong một tí. Là cái nền, là nền của cái gì? Content này thôi, đúng không? Cho background color RGA RGBA cho là 0.2 đi, đúng không? Cái màu đen mờ mờ đấy, nhìn thấy ngon ngay. Úi giời, nhưng mà nó nhìn chỗ này nó xấu nhỉ. Có cái gì phát đinh đúng không? Làm sao để bây giờ cái ảnh và cái đấy nó giống nhau được một tí? À, blog, cho cái display blog qua xem. Tin tức, thumbnail, ảnh đúng không nhỉ? Tin tức image cho display blog, đúng chưa? Đấy. Chạy thử xem. Chưa, vẫn chưa ăn. Padding của cái gì? Item ta có để padding đâu. Thumbnail image đây à? Đây à? Dưới á, cái chấm thâm thâm bồn padding 5 pixel rồi. À, thế thì ta bỏ đi nhỉ? Padding không, đúng không? Chưa được. Không, không. Ai tầm á? Vâng. Đây à? Vâng. Padding. Cái này thì đương nhiên không có rồi chứ. Padding không, cái này là không có rồi chứ. Đúng không? Content block item. Nó đang tràn ra một tí. Display block này. Cái padding này không cần này. Cho để width 100% xem nào. Item thumbnail. À, chúng ta đang để cái ảnh này ở trong cái gì nữa cơ mà. Thumbnail đúng không? Nhầm nhá. Đấy. Cho cái tin tức chấm thumbnail. Được chưa? Padding gì? Không. Đấy. Chưa đúng. Vẫn còn thiếu một tí nữa. Hả? Kiểm tra xem nào. Thân nêu này. À đây có padding. Cái lẽ là cái này phải đặt vào trong cái class trên riêng là đúng không nhỉ? Thôi được. Thế thì ta cho cái kia cũng là 5 pixel đi. Nhỉ? Cho nó ăn cái ở trên. Thì cho riêng cái này ra đi. Đúng không? Copy thêm cái nữa. Đặt là gì? Padding. Không. Important đi. Đó. Rồi. Bởi vì nó đang ăn trùng với trên, chính vì thế thầy hay đặt cái ID với class đấy. Sau này muốn định nghĩa nó thì chúng ta ăn theo từng khối một. Do cái nãy ở trên chúng ta để thiếu mất một cái về khóa học, đúng không ạ? À, tràn đều rồi chưa? Cái chỗ này cho nó trong trong thì cho nó thêm tí đã đi. Chấm 5 đi. Đấy, cho nó nhìn nó rõ hơn đúng không? Nhìn đẹp hơn, lộng lanh hơn. Cho chữ màu gì? Màu trắng đi. Chữ màu trắng, content color FFF đúng không? Đấy.
cho cái H3 kia nó đậm lên chẳng hạn, đúng không nhỉ, kích thước nó to lên một tí, đúng không? Trông chuyên nghiệp phết nhỉ. Nhưng mà cái con chuột này chắc phải cho bằng tay cho nó, để cái này xấu quá. Làm sao để cho con chuột vào đây thành bàn tay nhỉ? Hả? Cu so đúng không? Cu so của cái hover này này nhỉ? Cu so hen này. Bàn tay, nắm lấy bàn tay. Không đúng. Poi nó là gì? Poi nó là con trỏ ở đây rồi. Đúng không? Được chưa? Làm bên này thì thế nào? Được chưa? Chỗ này ok chưa? Hả? Đây đúng không? Đấy. Chỗ con trỏ là ta đặt cái phần cursor pointer để cho nó cái bàn tay ấy. Nha. Xong chưa? Mấy bạn? Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được cái cách tuần tự để chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta làm từ phần 1, chúng ta control được cái phần đấy cho từng phần CSS 1. Được chưa? Làm 1-2 lần tự nhiên là thành nghiện thêm mà. Nó giống như bạn gái chuẩn bị đi gặp người yêu ấy. Trang điểm đánh phấn đánh son vào, lúc đầu thì thấy ngại ngùng, sau này là cứ bắt anh chàng mua tặng phấn son đúng không? Ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ. Đúng không nhỉ? Âu đó là cái quy luật tự nhiên. Không có gì là cái gì cả. Làm cho thầy một vài cái item con ở bên cạnh. Thì lúc này chúng ta sẽ nằm ở cái gì đấy? Cái row thứ hai đúng không? Cái item thứ hai. Đây. Được chưa nhỉ? Chúng ta cũng thiết kế từng cái mục này thôi. Đúng không? Có ảnh. Nhưng mà bây giờ nó nằm theo kiểu này này. Kiểu này đi. Có ảnh rồi có tiêu đề rồi có ngày rồi là có thêm một tí mô tả. Nó giống hệt như cái bên này nhưng nó trình bày khác đi một tí cho nó mát mắt. Đúng không? Rồi. Vậy chúng ta cũng có là cái div chấm thăm bờ này đúng không? Ok. Đấy. Trong cái này chúng ta cũng để một cái gì? Image. Bạn chọn trong cái thư mục để xem có cái ảnh nào không. Không có cái gì gì. Cho cái ông mặt dày này đi. Image. Đúng rồi này. Đây là chuyên đề Android. Đúng không ạ? Sau đó thì đến cái một cái khối tiếp theo. Thì ta có là gì? Cái kia ta để cái này cũng cho là H3 đi, đúng không nhỉ? Đấy. H3. Bạn copy cho thầy cái tiêu đề gì đấy nhìn cho nó sáng sủa nào. Đâu nhỉ? Đây đi. Nhìn Giáng sinh rộn ràng đi. Đúng không? Chả biết rộn ràng kiểu gì, ta cứ cóp đã. Tính tiếp. Ctrl C cho vào cái H3. Đúng không? Xong đến cái phần ngày. Ngày thì cho vào thẻ P thôi nhé. Sau này định dạng ai cần gì đấy. 1, 3 1, 2
2018. Nội dung content ta cũng cho vào một đoạn P, đúng không? Copy. Chào thân ái và quyết thắng gì đây này. Copy. Đúng không? Tiện tay làm thêm gì? Một cái nữa nhé. Ctrl C. Ctrl V. Đúng không? Cho vào đây là cái PHP đi. PHP, cái ảnh khác đi. Copy cho thầy cái này đi. Tút. Ctrl C. Cho vào cái H3. Còn cái nội dung cho xuống bên dưới. Đó. Cấu trúc được chưa? Ok nhỉ. Cái này thì thầy lại không tách ra hai cột, một cột ảnh, một cái nội dung đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là ảnh trong đấy các tiêu đề của cái tin đấy, ngày và mô tả ngắn gọn. Đúng không? Chúng ta thử chạy xem nó ra cái gì chưa? Ra gì? Uầy, xấu quá. Cũng không phải xấu lắm đâu, nhưng mà nó không đúng ý, đúng không nhỉ? Cái ảnh này chúng ta chỉ dùng là có một phần ở trong cái ô này thôi. Ví dụ như là cả một cái ô ngang này, chúng ta chỉ để khoảng 1 phần 3 là ảnh hay là 1 phần 4 thôi. Còn lại chúng ta để nội dung. Đúng không? Nhảy. À vậy thì cái ảnh này chúng ta sẽ định dạng nó khác đi. Đấy, chỗ này xong chưa? Cóp cóp thôi, cóp nội dung thôi, không cần nữa để giống. Đúng rồi nhỉ? Đấy. CSS này, cho cái phần item đấy này. Ta vẫn đặt cho từ cái tin tức đi. Đúng không? Ô thôi xong rồi, không được rồi. Nếu mà định dạng cái image này so với cái phần trước ấy thì nó lại ăn cả với phần trước, đúng không nhỉ? Thay cái đấy đi. Đúng không ạ? Mà thay cái đấy đi thì rất là tiếc. Bởi vì nó đang có cái gì đấy? Cái zoom. Được chưa? Vậy thì ta làm bằng cách nào? Đúng không? Thêm thẻ hay thêm gì? À, ta thêm cả lát nhỉ. Bởi vì chúng ta có khái niệm các cái style sheet thì trong một phần tử nó có thể dùng rất nhiều các class khác nhau. Đúng không? Ta đặt ở đây item thumbnail cái gì vào đây cho được. New item đi. Nhá. New sở. Được chưa? Ta chưa cần định dạng cái này cả. Nhưng ta sẽ lấy cái điều sờ này làm cái mốc để chúng ta định nghĩa cho cái image ở nó. Được không? Rồi. Để nó không bị ảnh hưởng cái image ở ngoài. Đấy. Chấm item img. Được chưa? Ta để độ rộng width khoảng bao nhiêu thôi? 25% đi. Nhá. Cả cái ô còn lại đây ta lấy 1/4. Được chưa? Xong. Chạy thử nào. Úi giời, quá chuẩn. Nhé. Quá tuyệt vời. Bởi vì chúng ta đặt thêm cái image này để là những cái ảnh mà trong image này thì nó mới chịu cái ảnh hưởng của cái gì? Của cái này thôi. Được chưa? Cái vấn đề tiếp theo là gì? Tôi muốn xếp cái ảnh này bên cạnh, đúng không? Bên cạnh cái gì đấy? Cái chữ ở bên cạnh. À, thì ta cho gì? Float left. Quá chính xác. Đúng rồi nhỉ? Ngon chưa? Chạy nhá. Ui, bên cạnh thật. Nhá. Đúng bên cạnh chưa? Bây giờ làm cái ảnh với cái chữ nó cách ra một tí cho nó đẹp. Đúng không? Thì ta làm gì? Padding. Padding xung quanh đi. À không. Padding xung quanh thì nó lại... nó không bằng mấy cái ở trên này. Nhỉ? Ta chỉ cho padding left, padding right thôi. Đúng không? Padding... left 20 pixel này. Padding right 20 pixel này. Đấy. Padding button này. Thêm tí nữa cho 20 pixel. Còn cái ở trên ta để cho nó ngang bằng. Đúng không? Wow, quá chuẩn. 20 thì hơi to. Cho gì thôi? Cho 10 pixel thôi, đúng không? Đó. Rồi, chuẩn chưa?
quá chuẩn. Bên dưới này cũng thế đúng không? Ta cho bên dưới cũng thế thì ta chỉ cần thêm cái gì thôi? Thêm gì? Copy new item, dán vào đâu? Dán bên này ấy. Ôi giời, không nhầm. Đây đúng không? Đặt xuống đây. Đúng thế không? Chính xác. Đẹp rạng ngời mà không chơi loài. Đúng không nhỉ? Đấy. Nhưng bên dưới chỗ này nó đang bị xít này. Ôi giời, cho vào đây nó cũng chạy thì không đúng rồi. Đúng không? À, lại để cho vào cái ảnh thì nó mới chạy thôi chứ. Thế là làm lại tí nhá. Di vào ảnh nó hãy chạy, di vào đây nó cũng chạy thì nó xấu quá nhỉ. Thôi cái đấy chúng ta làm tự làm nha. Biết cách điều chỉnh chỗ nào rồi chứ gì nữa. Bởi vì cái khi chúng ta đang move vào thumbnail thì nó chạy. Bây giờ ta không thích move thumbnail, ta move vào cái gì? Image đúng không? Cho ra đây cho nè. Thử. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ vào đây thì không chạy, vào đây không chạy, nhưng cứ vào ảnh thì gì? Thì nó chạy. Úi giời, chỗ này vẫn xấu này. Cái nào overflow đấy nhỉ? Cái nào đang chứa nó đấy? Đây đúng không? Để cho vào chỗ này đi. Overflow. Hidden. À không đúng, ở ngoài chứ. Item đúng không? Đây đúng không? Ở đây có rồi mà. Có rồi đấy thôi. Đấy công an. Thôi, đây chúng ta chỉnh nó vào. Tìm chỗ mà đặt nó vào. Vì nó đang tràn ra ngoài thì cho nó hidden thì nó hết tràn nhé. Bây giờ làm thế nào để cách cái này xuống dưới một tí này nha. Bằng cách nào để cách xuống dưới một tí? Cho cái đấy là cái chúng ta đang tính là gì? Mỗi một cái thumbnail này đúng không? Hay là cái new item này chẳng hạn đúng không? Thì nó cách xuống dưới một tí nha. Đấy. Thì bạn sẽ cho vào đây. Riêng cái này ra. Chấm gì đấy? New item. Margin. Margin gì? Bottom 15 pixel chẳng hạn đúng không? Cho cả khối đi ra mà. Đấy. Đấy, cách ra ngay nhé. À, cho một cái khối này cách ra một tí thì nhìn nó đẹp hơn. Thực ra nó chưa đẹp lắm đâu, chúng ta chỉnh sửa lại phông chữ, kiểu chữ một tí đúng không? Ngày chúng ta cho cái nghiêng một tí, cái tiêu đề ta cho nó sáng sủa một tí theo đúng cái chuẩn này chẳng hạn, được chưa? Chỗ này tự về chỉnh cho nó đẹp nhá. Thực ra cái đẹp của thầy nó không giống của các bạn, nên là các bạn phải tự làm đẹp cái chỗ đấy ra một tí. Đúng rồi nhỉ? Chả chuốt nữa. Làm thêm cho thầy một tí ở phần footer nữa. Nhưng cái footer của thầy thì không muốn là nằm ở trong cái khuôn này mà nó phải tràn hết ra cái này. Đúng không? Vậy để tràn hết ra cái này thì rõ ràng là bạn sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ không để ở đâu? Không để ở trong cái phần section này nữa. Mà chúng ta phải tách riêng hẳn ra này gì? Nhã ra đặt container thì nó vẫn chuẩn, nhưng mà cái này ta tách riêng hẳn ra. Là gì đấy? Section, thăng, footer, đúng không? Ôi, nhầm rồi. Section, thăng, footer. À. Thôi được rồi. Cứ cho vào đây đi, xong là ta cho gì? À, không cho chứ nhỉ? Cho footer luôn, đúng không? Tội gì ta phải... Đúng rồi, đã, cho footer luôn. Trước footer thì làm cái gì nữa? Có cái gì đấy? À, clear này, đúng không? Cho clear vào. Đúng không ạ? Đấy. Xóa hết cái trên. Đúng chưa? Bây giờ ta làm cái footer nó giống như này đi. Trông nó cũng đẹp đẹp mà.
Đây này. Về nhà làm nốt chỗ phần này nhá. Khác ở trên này một tí. Ta làm footer nhá. Đây. Đúng không? Ta để một cái ảnh background ở dưới. Xong ta cho thêm một số cái nội dung ở đây chia làm 3 cột. Đúng không? Vậy thì trước tiên để ta làm cái này ấy, thì ta sẽ đặt cái gì trước? Cho cái background vào đã. Chắc ăn. Ok chưa? Bạn có biết cách để lấy background của cái này không? Chuột phải vào lấy cái đường dẫn ghi về là xong. Đúng không? Còn cùng lắm ông nào không cho lấy thì ông viết cái script để cắt cái chuột phải đi thế. Nhưng mà không lấy được cái này thì lấy vào cái khác. Dẫu làm sao được. Đúng không? Rồi nhá. Ta định nghĩa cái footer, cái màu nền footer này. Footer. Footer bây giờ nó là thẻ, cho vào đây là gì? Footer. Đúng không? Background. Background, bây giờ không phải background color nữa, đúng không? Background image chẳng hạn, URL. Ta lấy cái đường dẫn ảnh ở đâu đấy? Trên đấy hình thầy lấy rồi đấy này. Đây đúng không? Được chưa nhỉ? Xem kích thước bao nhiêu nào. 1300 vẫn nhỏ quá, thôi kệ nó, cứ cho vào đây tính sau. Nó đặt ở trong cái gì đấy? Image footer. Đúng không? Đấy. Nhưng cái chính của chúng ta ở đây ấy, cái ảnh này chúng ta thiết kế là 1300, nhưng mà nếu mà chạy ở trên một cái màn hình 1600 ấy thì nó bị nhỏ lại, đúng không? Ta làm bằng cách nào? Background size bằng gì nhỉ? Cover à? Đúng không? Đấy, background repeat à? Đúng không nhỉ? Đặt bằng gì? No repeat, không lặp. Tức là cái ảnh nhỏ mà chúng ta làm nền ấy, chúng ta không cho no repeat thì nó hiển thị hết cái này thì nó lại tiếp theo như thế. Được chưa? Đấy. Background cover để nó tràn hết ra. Nhá. Xem nó được cái gì chưa? Nhà xem là lại hết nhá. Không chạy cái gì ra cái gì hỏng hết. Rồi chúng ta chạy thử cho thầy xem nào. Đây. Chưa thấy gì cả. Căng nhỉ. À chưa có gì trong đấy à. Bây giờ làm cho nó có một cái gì nào. Cho cái item thứ nhất đi. Div chấm item. Sao không được thế? Item. Căng nhỉ. Div class item. Không được, ta làm một cái khác. Được chưa? Cái cột ta định chia làm 3 cột. Thì cái cột đầu tiên chúng ta sẽ để cái một số cái thông tin ấy, image rồi là vân vân, đúng không? Cứ cho cái này là cái item đầu tiên đi, cho image vào. Logo image. Logo là gì đấy? Đây đúng không? Copy cho nó chắc ăn. Enter. Logo. Xong bên dưới ta để cái gì? Địa chỉ đúng không? Địa chỉ ta để gì đấy? Address đúng không? Đấy. Cho cái thẻ address vào. Và lấy cái nội dung đấy. Đây đúng không? À còn cái dòng này đấy này. Dòng đấy ta cho cái gì vào? H2 đi đúng không? Hình như thầy gõ sai chỗ nào mà nó lại không nổi đấy. Được, cái đó. H2. Nhầm, copy vào đây chứ. Chỗ này thì bạn cũng định nghĩa lại một chút cho nó đúng chữ nhá. H2. Được chưa? Xong là đến gì? Phone, điện thoại, email vân vân, ta cho thẻ P vào.
hotline, đúng không? 0978611889. Viết như này có vẻ không thích lắm. Ví dụ như người ta dùng iPhone, người ta kích vào cái thì nó cho phép người gọi, đúng không nhỉ? Chứ người ta không phải nhập lại, đúng không? Thì đấy, tao làm thế nào? Làm gì? Kích vào cái số này thì cho phép gọi điện, đúng không? HF bằng theo HTML 5 nó hay chỗ đấy. 0978611889, số của ai đấy? Được chưa? Đấy. Đây, hiểu viết, thầy viết cái này để làm gì chưa? Để khi mà bạn cầm điện thoại, bạn nhấn vào cái link đấy cái thì nó cho phép bạn côn luôn. Được chưa? Tương tự như vậy, ta có cái email P email, đúng không nhỉ? Ta cũng dùng là kích vào cái thì gửi mail thì A, đúng không? Kích vào cái gửi mail A href bây giờ là bằng gì? Mail to, đúng chưa? hna.tvchung@gmail.com, đúng chưa? Đấy. Sau đó thì ta có là gì? Cái tên mail thôi, hna.tvchung@gmail.com. Nhưng mà bạn thấy có gì, điều gì là lạ không? Thiếu không? Thiếu cái gì đấy? Title đúng không nhỉ? Bằng gửi mail cho Trung Trịnh, đúng không nhỉ? Để được giải đáp. Đây là gì? Title, đúng không? Hãy gọi cho Trung Trịnh, đúng không nhỉ? Được chưa? Đây là mới đưa cái nội dung ra thôi, đúng không? Xem thử xem nó hiển thị lên chưa nhá. Wow. Ui, xấu quá. Do cái gì đây? Cái logo đó, đúng không? Ta cho cái footer img. Thực ra cái này, trong này có thể đặt nhiều cái img nên là ta sẽ tách riêng ra nhé. Ta sẽ tách riêng ra. Thôi được, tạm thời cứ thế. Bạn có thể tách ra đi. Hiện tại ta chưa có thì ta cứ để như thế, đúng không nhỉ? Để cái inmate là gì thôi? 150. Đó, đẹp ngay thế mà, đúng không? Chữ thì ta nên cho chữ màu gì? Chữ màu trắng đi nhá, không để chả nhìn thấy gì cả. Footer color bằng màu trắng, đúng không? Quay đi còn lại với mấy cái thuộc tính đấy nhỉ? Chạy thử xem. Rồi, có màu trắng rồi, cho thêm cái chữ này thành màu cam đi. Nhưng bây giờ cái này ta chỉ để bao nhiêu thôi? Ta chia làm 3 mà. Ta để 30% thôi. 30%, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy nhá. Cái cách mà người ta đang làm ấy là cái nội dung này nó vẫn phải là bám vào trong này này. Đúng không? Em hiểu chưa nhỉ? Cái footer thì nó tràn hết ra flow toàn bộ màn hình 100%. Nhưng cái nội dung thì chúng ta lại vẫn cách đều hai bên 10%. Vậy thì ta nên áp dụng cái gì? Cái container lần nãy ta làm ấy, đúng không? Thế thì ta lại thêm vào đây một cái gì nữa? Div class gì? Container, đúng không? Thế là bạn có được một cái như ý, đúng không nhỉ? Để cho vào đây cùng cái đi. Cho đã tất cả cái nội dung đấy vào trong cái container thì chúng ta sẽ được một cái là nó cách vào, đúng không? Đấy, nó giống như ở trên này. Chỗ này chữ nhìn để xấu quá nhỉ. Này, phải cách nó vào một tí nhé.
Sao chỗ này được chưa? Mấy bạn làm được chưa? Có ảnh chưa? Nó không hiển thị lên này. Bắt nó phải hiển thị lên. Lấy ở đâu? Đây lấy luôn này. URL, background, cover, nội dung, footer, footer với... Thẻ với sáng tác à? À đúng rồi. Sao vậy? Sao ra điều? Rồi, background, more sign on image. Đây đang image cái này mà thôi ạ. Ghi lại nè. Ghi lại. Cartonet này. Thế là đúng rồi chứ. Cố xem ăn chưa, có thể là chưa ăn chưa đấy. Sợ cái link nó cho nó ăn vào cái xe đấy chưa đã. Được chưa, chắc các bạn chạy chưa? Đoạn sau thì có vẻ chậm chậm nhỉ. Mình nó chưa ăn vào đấy. Twitter đâu rồi? Để Twitter đâu rồi? Đây Twitter đây. Được chưa? Bây giờ cho cái item của cái này nó là 25% thôi nhá. Ta đặt lại footer chấm item để vẫn là gì? 33% chứ nhỉ? Width 33.33333% đúng không? Dàn sang từng bên một, float left. Được chưa? Đặt cái này để chúng ta chia làm gì đấy? Chia làm 3 phần, thôi xong. Sai chỗ nào đấy? Footer image item. Nó chạy ra lại mất được. À, container này, footer này. Càng nhé. Tự nhiên lại mất rồi. Kiểm tra lại xem nào. Footer image. Và 3 float left này. Chạy rồi mà đúng không? Có ảnh. Cao đang để là 0 à? Vô lý nhỉ. Rộng 980 nhưng cao lại bằng 0 à? Ta để thêm cái gì vào đây nữa? Position hay là relative?
Thêm độ cao đi. Cao bao nhiêu? 200 đi. Đấy. Rồi. Đúng không? Min hết là 200 nhỉ. Yeah. Thấp nhất. Thế thì không được à? Bây giờ cái ô bên này ta để cái gì vào đây nhỉ? Cho cái bản đồ nhá. Đúng không? Nhúng cái bản đồ vào nào. Ai tầm này, được chưa? Cho cái deep thứ hai. Class item. À, trên này ta có một cái vùng thứ hai chúng ta đang để là như này này. Đây đúng không? Vùng thứ hai ta để đây. Các khoa học. Đúng rồi ạ. Cho H mấy? H2 đi. Các khoa học đúng không? Sau đó bạn đưa một số cái link này vào. Thôi, thầy tạm thời để như thế. Một cái item thứ ba, thầy quan tâm đến item thứ ba đi. Div class item. Đúng không? Ta để vào đây cái bản đồ nhá. Nhúng bản đồ vào bằng cách nào? À? Google Map. Cái này là cái dễ nhất chưa từng có trên đời đúng không? Chọn vào. Là như Google Map. Đúng không? Chia sẻ. Nhúng bản đồ. Xong làm gì? Copy. Ctrl C. Tắt. Làm gì nữa? Úi giời, cái dễ nhất thì mình thích làm. Đúng không? Xong. Nha. Yeah. Đúng không? Đang để độ gạo width là 600 thì hơi căng này. 100% đây. Độ cao 100% đây. Để chạy cho nó ra gì. Đây đúng không? Ui, quá đẹp. Căn chỉnh lại nó là ngon thôi mà. Đây. Chúng ta muốn đẩy lùi cái này xuống một khoảng thì ta làm thế nào? Hả? Cho lùi cái anh này xuống một khoảng. Cho cái item nhé. Footer item này. Footer item đâu? Đây đúng không? Cho cái margin. Padding đi. Padding top 20 pixel. Đấy, nó đặt xuống 20 ít quá, 50. Đó, được chưa? Đẹp phết nhỉ. Top left đi. Top button đi. Padding trừ button nữa. 30 pixel. Được chưa? Thì lúc này ta sẽ điều chỉnh được là trên dưới. Ôi thì cái này do cái hết rồi. À, chăm thì cho nó thoải mái. Đấy. Bây giờ làm một cái lớp bóng bóng ở dưới này thì như thế nào? Lại dùng deep và gì? Absolute đúng không? Xong là ghi nó bóng bóng ở dưới đây này. Nó giống như cái chân trang này này. Đúng không? Giống như này này. Được chưa? Đấy. Tương tự như vậy chúng ta về nhúng cái Facebook vào nhé. Thì cái này chúng ta không phải code, chúng ta phải lấy cái link chúng ta nhúng vào thôi. Được chưa? Có vẻ đói rồi nhỉ. Yeah. Ok chưa? Về làm lại cho thầy một cái page nào đấy nhé. Cái này. À. Rồi cho thầy tạm. Tắt cái này đã.